Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share. Để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Mặt của vực xứ chẳng hề có cảm xúc trong mắt như ánh đau, hắn cũng chẳng hề xa lạ gì với thạch hảo. Thiếu niên này từng bị hư thần giới trục xuất qua vì làm hư hại võ đài cấp thần. Vấn đề này không có đáp án, cần ngươi tự mình đi tìm. Hắn nói như thế sau đó bóng dáng dần mờ đi hư thần giới cũng vẫn như trước kia mỗi ngày đều có rất nhiều người tiến vào đặc biệt khi trải qua kiếp nạn thì phong trào tu hành càng tăng mạnh sơ thủy địa là địa phương thấp nhất và cũng là nơi bắt đầu của hư thần giới biết ta là ai không tiểu thạch từng do một tay ta dạy dỗ đó là đồ đệ của ta các ngươi không tin hả đi hỏi thử đi cả hư thần giới ai ai không biết một ông già ngồi trong quán trên vỉa hè, được một đám đông thiếu niên vừa mới vào hư thần giới vây quanh. Ông già này lại chém gió rồi, lừa con nít à. Có người xem thường, thiếu niên, chớ nói lung tung, lão nhân gia ta làm sao bẫy các ngươi chứ. Phóng tầm mắt khắp hư thần giới này, người cứ hỏi bất kỳ một ai, bất kể là nơi tiểu thạch thành danh, hay là nơi trận chiến cuối cùng ấy. Tất cả đều thấp thoáng bóng người rực rỡ của lão nhân gia ta. Lão già hùng hồn nói. Thật hay giả vậy, hình như cũng có tin đồn như vậy. Có người ngờ vực, tin đồn gì chứ? Nếu không là ông già này chém gió cả sáng tới chiều, trình chém cũng cao thật lại khiến cho ai nấy đều tin là thật. Có kẻ lớn tuổi nói: "Thí luyện bí pháp của tiểu thạch, bán phá giá với 100 tinh bích mua nhanh mua nhanh." Ở bên khác có một ông lão, trên vai có đậu một con chim nhỏ cũng đang la hét lên tiếng. Lại thêm người nữa một vài thiếu niên vừa mới tiến nhập hư thần giới không hiểu. Hai tên vô liêm sỉ, làm sao lại thiếu người này chứ? Nếu chỉ có một người thì mới là lạ. Những người này nhỏ giọng thì thầm, nhưng mà mặc cho những người lớn tuổi vạch trần thì vẫn có một lượng lớn người trẻ tuổi đi tới. Thậm chí còn có một vài người lấy tinh bích để mua mấy thứ bí tịch kia quyển sách này nói rất tỉ mỉ, bên trong ghi chép quá trình và bước đi thí luyện của tiểu thạch lúc ở hư thần giới này, nếu muốn quật khởi như hắn thì mau tới mau, mau tới mua. Lúc này, cũng có người nói theo. Vờ lờ, hai lão già này đúng là không biết xấu hổ, lại đi thuê thêm vài người giao bán hồng lừa gạt kẻ nhẹ, dạ cả tin. Cả ngày chỉ biết lừa bịp, không ngờ lại có người đi tin. Hết cách rồi, ai biểu thạch hạo quật khỏi quá nhanh, với 15 tuổi đã uy chấn thiên hạ quét sạch tứ phương quả thật là năm đó hai lão già này từng gặp qua cho nên mới giúp trình lừa gạt của bọn họ càng thêm cao thâm hơn lão già ông hại ta dòng đầu tiên trong quyển sổ tu hành này nói là bắt chúng ta phải đi đánh vỡ bia đá bị hư thần giới đuổi ra ngoài hai năm quyển này đúng là rác rưởi có người căm phẫn giống to vô cùng bất bình cảm thấy mình đã bị lừa Thiếu niên, tính tình quá nóng này, hãy gọi ta là Tinh Bích đại gia, không được gọi là lão già, năm đó tiểu Thạch còn phải nể nang ta vài phần đây. Đến đây, ta sẽ giải thích cho mà nghe, nói ngươi đi đánh vỡ bia đá thì sẽ có thâm ý bên trong. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể làm được không? Đây chỉ là giúp ngươi nỗ lực đặt ra một mục tiêu hồng giúp ngươi tăng lên lực công kích của bản thân. Không tin, ngươi thử hỏi bọn họ, năm đó tiểu Thạch có phải như thế không? ngày thứ nhất là làm như thế. Nhưng mà, hắn rất bình thường, dù sao cũng chỉ là một tảng đá nhỏ nên hắn cứ thế một quyền đánh nát bia đá, và rồi bị hư thần giới trục xuất. Người trẻ tuổi, không hiểu thì phải hỏi chớ đừng có kích động, như vậy không tốt. Nào, nếu đưa ta thêm một trăm tinh bích thì ta sẽ kể càng chi tiết hơn. Thiếu niên trần chờ cuối cùng thì lấy ra một trăm tinh bích rồi yên lặng lắng nghe lão già này, thủ đoạn lừa người quả nhiên đã lô hỏa thuần thanh, thật sự là. Nhưng mà, đúng là năm đó có chuyện này, hắn thật thật giả giả đi lừa người ta như thế. Người không thể nào làm như hắn được, một vị trung niên nói. Thạch hạo chén vào đoàn người, trên mặt mang theo vẻ cười, nói. Ta cũng muốn mua một quyền, một trăm tinh bích, điều ra đầu cũng chẳng thèm ngẩn lên, bởi vì chuyện làm ăn quá thuận lợi nên không có thời gian nhìn làm gì, sau đó vứt ra một khối cốt thư bên trên ghi một vài văn tự. Ta không cần quyền như vậy. Thạch Hạo lắc đầu, bản đóng bìa và bản cao thâm, giá cả thì sẽ cao hơn rất nhiều, ngươi thật sự muốn mua chứ, điều ra vẫn rất bận. Còn chim kỳ lại trên bả vai hắn, kêu lên thảm thiết, thét to, tên giết người phóng hòa tới rồi. Năm đó, Thạch Hạo từng ra tay với nó, từng tiêu đốt linh vũ khiến nó chọc lóc. Ăn thiệt thòi lớn, ta muốn lấy được sách quý đồng thau của hư thần giới, ngươi giúp được không? Thạch Hạo mở miệng. Lúc này, điểu ra nghe thấy thế thì ngẩn đầu, cười khà khà, nói, ngày hôm nay không có gì để bàn nữa, thu hàng. Cũng trong lúc đó, tinh bích đại gia cũng đứng dậy, vô cùng nhanh nhẹn. Cuốn lấy những thứ trong quán trên vỉa hè. Thiếu niên này nhìn quen thật, hắn là ai? Mắt ngươi bị mù rồi, đó là tiểu thạch, là nhân hoàng của thạch quốc, hắn. Tới rồi sao? Là thạch hoàng, trời ơi! Hắn xuất hiện rồi chẳng trách hai lão già này cong chân chạy trốn, chính chủ tìm tới cửa ai biểu bọn họ lừa bịp cả ngày, rốt cuộc cũng bị trừng trị rồi. Thạch hạo tái hiện tạo nên chấn động. Mọi người khiếp sợ, thời gian hơn 2 năm giờ nó lại tới, khoảng cách gần như thế khiến rất nhiều người kích động. Nó thật sự quá trẻ, chỉ là thiếu niên 15-16 tuổi thế nhưng lại có hoành hành thiên hạ, kinh sợ bát hoang, thật là kinh người. Tình bích đại gia và điều gia bị thạch hạo tóm chặt đầu tiên là cười gượng sau đó thản nhiên và rồi làm bộ quen biết thân thiết nhiệt tình chào hỏi các ngươi nhìn đi ta không nói láo chớ tiểu thạch đến gặp chúng ta bằng chứng như núi ai muốn quyển sổ nữa thì mau mau tới mua nào nhưng mà giờ một ngàn tinh bích một quyền mọi người rất muốn đánh chết hai lão già này quá đen quá giận mà nhưng mà có rất nhiều thiếu niên dồn dập đưa tiền khiến chuyện làm ăn càng thêm khấm khá thạch hạo chán nổi gân xanh độ mặt dày của hai lão khiến nó hổ thẹn không bằng tới lúc này mà vẫn còn lừa bịp lão già biết thân biết phận đi nó nhấc cả hai người lên rồi kéo đi vì dân trừ hại hai tên lừa đảo xin thạch hoàng chấn áp họ có người kêu to lúc này có vài ông lão đã tới đứng sau đoàn người sau đó lắc đầu nói đừng trêu chọc hai người này không đơn giản tổ phụ của ta thời niên thiếu từng gặp họ rất lâu rồi thế nhưng dung mạo vẫn như vậy, chẳng hề biến đổi. Vì điều này không ai để ý, mãi tới khi tiểu thạch quật khỏi. Rồi lão nhân ấy trở lại sơ thủy địa thì mới phát giác. Thạch hạo nghe thấy những lời này thì hơi động, năm đó nó từng nghe được tin đồn như thế này. Giờ nghĩ lại quả nhiên là như vậy. Đừng tưởng rằng hai chúng ta già khụ chân tay yếu ớt mà không thể thoát được sự tra tấn của ngươi nghe. Điều ra kêu lên con chim trên bả vai lão sớm vỗ cánh trốn tít trên không trung. Ta không có tìm các ông để tính sổ, là thỉnh giáo đấy. Thạch hạo buông tay, không chịu nói sớm, nơi ta có một quyển sổ tay viết vô cùng cạn kẽ, 5 triệu tinh bích một quyển, ngươi thích không? Nhìn thấy hai mắt thạch hạo lộ sát ý thì tinh bích đại gia lập tức gượng cười. Nói, thôi thì miễn phí vậy. Ta thu được 8 khối sách quý đồng thau rồi, thế nào để gom đủ toàn bộ? Thạch hạo hỏi, chuyện này đơn giản với thành tựu như hiện tại của ngươi thì cứ liên tiếp phá kỷ lục cứ nghiền ép thì sẽ đạt được thôi điều gia vỗ ngực nói hôm đó cả hư thần giới chấn động thập phương đều kinh tiểu thạch tái hiện bắt đầu đại phát thần uy từ sơ thủy địa trong hư thần giới một đường tiến lên thần dũng vô địch liên tiếp phá vỡ rất nhiều kỷ lục khiến mọi người chấn động nhanh sư huynh sư tỷ mau mau vào hư thần giới có chuyện kinh thiên đang diễn ra sao lại hoảng loạn như vậy hả còn ra thể thống gì Tiểu Thạch ra tay, gần như sới tung hư thần giới rồi. Đây là phản ứng của một môn phái. Chư vị, mau mau vào hư thần giới, Thạch Hạo tái hiện dũng mãnh vô địch liên tiếp phá vỡ các hạng kỷ lục. Cái gì? Vào mau, khắp nơi đều như thế, tất cả mọi người đều kêu gọi bạn bè, báo cho người bên cạnh đi xem việc trọng đại như thế này. Hư thần giới sôi trào. Người người tấp nập, cũng không biết bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ lại nóng như ngày hôm nay, dòng người dày đặc chen chúc với nhau nhìn kìa bia kỷ lục lại xuất hiện, hắn muốn nghịch thiên sao. Ta thấy được hắn cứ tiến tới cơ bản không hề dừng lại. Một đường phá vỡ mấy chục kỷ lục rồi đó. Chỉ cần phá một hàng kỷ lục thì khắp nơi sẽ hiện lên bia đá, khiến toàn bộ hư thần giới đều biết từ đầu tới giờ bia đá không ngừng vọt lên. Lấp lánh trói mắt náo động đương đại. Trước giờ chưa một ai thấy qua tình cảnh này, một đường hát vang, đánh đâu thắng đó, quét ngang hàng loạt kỷ lục dũng mãnh đi tới. Cổ đại cũng có trí tôn ngút trời như thế này thế nhưng để tu hành tới bước như vậy thì ai sẽ quay trở lại để phá các hạng kỷ lục chứ? Hôm nay mọi người được mở rộng tầm mắt không ai không hoảng sợ. Là muốn nghịch thiên sao? Trời ạ à, kỷ lục của yêu nguyệt đã bị phá duy trì ngàn năm nay cứ thế thành quá khứ. Nơi này nhốn nháo yêu nguyệt là cường giả tiến vào hư thần giới từ ngàn năm trước lực sinh mệnh dồi dào Ở bàn huyết cảnh, động thiên cảnh đều là đỉnh cấp nhất đây chính là kỷ lục mang tính khó khăn nhất sinh mệnh đại biểu cho tiềm năng và bản nguyên của bản thân vô cùng dồi dào hôm nay thạch hảo cũng đã phá tan kỷ lục này kỷ lục bình thường không cách nào so sánh được lại phá kỷ lục thân thể của lục đạo đã bị phá ở vương giả liệt trận cảnh vô địch trên đời không ai có thể sánh cùng chấn động một thời hôm nay trời nhất nhất định quay cuồng hư thần giới chấn động mà ở thế giới hiện thực tu sĩ khắp nơi đều trợn tròn mắt quá nghịch thiên tiểu thạch làm người khác phải hoảng sợ ngày hôm đó vô số người đang lâm vào hư thần giới không cam lòng bỏ qua cảnh tượng này muốn tận mắt nhìn thấy nó sẽ đi tới đâu sẽ phá bao nhiêu kỷ lục thạch hạo ngang ngược phá tan tuy có mệt mỏi thế nhưng không hề nghỉ ngơi cứ thế mà tiến lên đương nhiên cũng có một vài kỷ lục nó phá không được vì như hỏa vân tiên của mấy vạn năm trước Ngự hòa thuật của hắn được xưng là đứng đầu trong thiên hạ, đến nay vẫn duy trì ở vị trí cao cao tại thượng ấy. Thạch Hạo tuy cũng có nghiên cứu về bảo thuật hỏa đạo thế, nhưng vẫn chưa tới mức đăng phong tạo cực, không thể phá được kỷ lục như là một lĩnh vực nào đó không tiếp xúc không khổ tu thì không thể vượt qua được kỷ lục mà nó phá. Nghiên về tiềm năng cùng đại thế hằng dũng phi phàm trong lúc này con mắt của điểu gia và tinh bích đại gia càng thêm thâm thúy cứ như biến thành người khác từng kỷ lục không ngừng xuất hiện bọn họ cứ như được tẩm bổ cứ đi phía sau thạch hảo dần dần tỏa ra khí thế kinh khủng ngập trời khí chất của hai người này tăng mạnh khiến người khác hoảng sợ sau đó bên cạnh lại xuất hiện những tia chớp màu đen cùng với đạo gieo vang với nhau chấn động cả hư không trong lòng Thạch Hạo kinh ngạc tự nhiên là nhìn ra được biến hóa của hai người họ, đã sớm biết hai người này không phải dạng tầm thường, nó dừng lại, hỏi, hai vị. Có chuyện gì muốn nói ư? Điều ra và tinh bích đại gia như từ trong mộng tỉnh lại, gợn sóng mạnh mẽ vừa nãy tán đi, cả người trở nên bình thường đồng thời tỏa ra từng vầng sáng an lành. Một niệm thành Phật, một niệm thành ma toàn bộ biến hóa chỉ trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ cũng đang suy nghĩ, cau mày, khổ sở nhớ lại vừa nãy, khi thì bình tĩnh, khi thì hoang mang. Lúc thì mãnh liệt khí chất không ngừng biến hóa. Sao như thế ta, tới giờ ta mới biết ta chính là ta. Tình bích đại gia suy tư. Điều gia cũng gật đầu theo, sau đó lại lắc đầu, nói, hừm, không đúng. Ta là ta, vậy ta là ai? Tình bích đại gia nghe thấy thế thì cũng hoang mang, nói, người nào mới là ta thật đây? Ánh mắt của Thạch Hảo trở nên trong suốt bình tĩnh nhìn chằm chằm hai người họ nó muốn biết rõ lai lịch của hai người này quả nhiên chẳng ai đơn giản cả người cứ tiếp tục phá kỷ lục đi chúng ta cảm thấy một lớp màng mỏng mơ hồ trong tâm linh gần được vén lên giỏi từ từ nhớ lại một vài chuyện không bình thường trước kia điều gia nói rất hiếm thấy khi nào lão lại nghiêm túc chứ không phải là một lão già chuyên đi lừa gạt người khác thạch hạo gật đầu tiếp tục lên đường phá kỷ lục hư thần giới mười phương đều run rẩy Tiểu Thạch trở lại không ngờ lại làm ra chuyện như vậy, khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Điểu gia và Tinh Bích đại gia cũng càng ngày càng mạnh hơn, mọi người ở phía sau đều ngớ người. Xảy ra chuyện gì cảm giác như là đang theo sau hai con hung thú thời tiền sử, nội tâm vô cùng bất an. Vù một tiếng, bả vai của Điểu gia, con chim kia bay vọt lên hóa thành một mặt trời lơ lửng sau lưng lão, nhìn cứ như là một thần hoàn sao lấp lánh bao phủ lấy đầu của lão như tiên phật vậy sao hoàn cái vòng tình bích đại gia cũng biến hóa phong tiên đạo cốt nụ cười gian xảo cũng biến mất trên môi vẻ xuất trần hơi hiện lên mọi người thấy thế thì chỉ biết trợn tròn mắt đây không phải là hai lão già chuyện lừa gạt kẻ khác sao sao giờ lại biến hóa lớn như vậy chứ trong lúc nhất thời không một ai tin hai người này là hai lão già kia Thạch Hạo đi tới khu vực cao hơn, cơ thể phát sáng dường như là một chiếc lò thần bất hủ, liên tiếp phá mấy kỷ lục lớn khiến nó cảm thấy mệt mỏi. Cho nên lúc này dừng lại để hồi sức, người không ngừng phá kỷ lục chúng ta cũng không ngừng mạnh mẽ hơn, một vài sức mạnh tràn vào trong cơ thể. Mở ra một vài ký ức đã phủi bụi bấy lâu nay. Thạch Hạo nghe thấy thế thì nhìn bọn họ rồi trầm tư suy nghĩ. Sau khi nó trở thành nhân hoàng thì từng phái người điều tra hai người này trong thế giới hiện thực cơ bản sẽ không tìm được hai vị cao thủ thành danh nào mà lại không tương xứng với uy phong của mình như vậy đừng nói là hai lão là do quy tắc của hư thần giới biến thành chứ nó nói ra suy đoán của mình không phải chúng ta là người thật trăm phần trăm điều gia nói vòng mặt trời hiện ra ở phía sau thạch hạo nói lẽ nào các ông muốn ta phá hết kỷ lục hoang vực rồi lại đi phá các kỷ lục của đại vực khác ta không có nhiều thời gian như thế ta dần dần hiểu ra. Cũng không cần thiết phải như thế. Tình bích đại gia nói. Đi tới nơi cuối cùng đi. Điều gia nói, vẻ mặt nghiêm túc. Những người khác đều cảm thấy kỳ quái. Hai lão già lừa đảo này biến hóa quá lớn. Lúc nãy còn có vẻ xuất trần giờ lại tựa như không thuộc về hồng trần. Các ông đến cùng là ai? Thạch hạo hỏi, việc này ai cũng đều muốn biết cả. Chúng ta cũng muốn biết nhưng vẫn đang suy nghĩ. Điều gia cười gượng. Tình bích đại gia cũng vội gật đầu, nụ cười như thế vừa ra thì vẻ gian xảo hiện lên, phá đi dáng vẻ phong tiên đạo cốt đánh bay trở lại phàm trần. Sau đó, dọc theo đường đi bọn họ trở lại dáng dấp ban đầu, hai tên vô liêm sỉ xuất hiện trên đường không ngừng chào hàng cốt thư của bọn họ, chuyện làm ăn càng phát đạt hơn. Chỉ là trong lúc chớp chớp mắt thì lóe lên tia sáng khác xa lúc xưa. Bản cốt thư này năm ngàn tinh bích một quyển, bảo đảm ngươi sẽ thích. Cái gì, không thích ngươi xem tiểu thạch kia, đó chính là dựa theo phương pháp thí luyện mà nó quật khởi để ghi chép lại đó. Thiếu niên, cần phải nỗ lực người kế tiếp tiểu thạch chính là ngươi đấy. Hai người say xưa chào hàng, vẻ mặt đầy gian trá mê hoặc đám ngươi xung quanh. Đây là nơi nào, mọi người kinh ngạc trong lúc vô tình thì đi tới nơi mở ảo, sương mù giống như là tiên khí lượn lờ vậy. Nơi này có hai cánh cửa bằng đồng thau rất lớn, cứ như là ngọn núi vậy trước kia bọn họ không hề biết lại có một nơi thần bí như thế này mờ tình bích đại gia vung tay điểm về trước phù quang lấp lánh lập tức cánh cửa đồng thau ầm ầm mở ra khí hỗn độn không ngừng phả ra ngoài tất cả mọi người đều rút lui trong lòng ai nấy đều dùng mình nơi này cũng chẳng hề bình thường sau lưng cánh cửa như ngọn núi kia là mênh mông vô biên sương mù đậm đặc không thể thấy rõ được thứ gì rất lâu sâu mới mơ hồ thấy được một con đường uốn lượn dẫn lên trời cao đó là con đường bằng đá, rất đặc biệt, không phải được xây dựng trên sườn núi mà lơ lửng ở trong hư không, cũng không có bí lực gì, còn có một dáng màu màu xanh dẫn tới trời cao. Là một thiên lộ, bước lên nó tựa như có thể đăng thiên vậy. Thạch Hạo chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn con đường này, trong lòng không thể nào bình tĩnh nổi, hư thần giới lại có một nơi như thế này. Chưa hề nghe qua chúng ta vừa nhớ tới một vài chuyện mặc ngươi có phá bao nhiêu kỷ lục đi nữa thì cũng không thể nào đoạt được hai khối đồng thau cuối kia đâu. Chỉ có từ con đường này đánh tới thì mới có thể thôi. Điều ra nói, ông chỉ là một lão già nát rượu, sao giọng cười lại hèn hạ vậy không biết. Thạch hạo hỏi, điều ra lập tức chừng mắt nói. Nói bậy, nói lung tung dám nói chuyện với người lớn vậy hả ta đang cao hứng vui vẻ rốt cuộc cũng đợi được tới ngày hôm nay có một thiếu niên hiếm thấy như vậy bước lên con đường này đây là một thiên lộ nếu như ngươi có thể đi lên chiến bại hết mọi đối thủ khối đồng thau sẽ tự động xuất hiện thôi tinh bích đại gia nói tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt vô cùng khiếp sợ con đường này như thế nào địch thủ trên con đường sẽ ra sao chuyện này quá kỳ lạ phía trước thì bị hai cánh cửa lớn phong ấn nay mới hiện thế còn địch thủ là ai lẽ nào sống từ xưa tới nay thạch hạo nở nụ cười tây hiện tại nó rất sợ là không gặp được đối thủ mạnh khát vọng cầu một trận chiến hy vọng có thể bắt nó phải dùng toàn bộ sức mạnh để ứng phó vù sau khi nó bước lên con đường bằng tảng đá này đột nhiên sương mù phun trào kịch liệt khiến nơi đó hoàn toàn có thể thấy rõ ràng Bước chân của nó tựa như đánh tan sương mù làm lộ ra con đường bằng đá cổ xưa bên dưới. Thạch Hạo dùng mình, chỉ vừa mới bước lên nhưng đã cảm thấy được áp lực. Nếu tu sĩ bình thường thì khó mà động được cước bộ của mình. Theo từng bước chân nó tiến lên, dọc theo con đường uốn lượn là sương mù không ngừng tản ra, cứ như xé tan làn mây để nhìn thấy ánh mặt trời vậy. Tiền bối, chúng ta có thể đi lên thiên lộ này hay không? Có người to gan hỏi hai lão già gian xảo này. Có thể, nhưng mà sau khi chết đi thì sẽ trở về thế giới hiện thực. Không tu dưỡng mấy tháng thì đừng nghĩ tới việc tiến vào nơi đây. Điều ra đáp, bước lên con đường này sẽ gặp nguy hiểm như vậy luôn à, rất nhiều người nghi ngờ. Nhìn thấy Thạch Hạo đang thong dong bước đi mà chẳng hề gặp phải công kích gì thì lộ vẻ không tin. Có một vài người xông lên, thế nhưng vừa mới bước được vài bước thì đã hét to rồi rơi xuống bên dưới bên con đường mòn, dưới đám mây mù, vực sâu trăm trượng không nhìn thấy đấy. Luồng sát khí khó tả bốc lên cắt nát những người rơi xuống này. Mọi người hút vào hơi khí lạnh, không ai dám mạo hiểm nữa. Thiên lộ quanh co và nguy hiểm. Một bước đi nhầm thì vạn kiếp bất phục. Tình bích đại gia lắc đầu. Chúng ta tới bên này, nhìn xem thử hắn có đăng thiên được hay không. Điều ra vung tay lên, mây mù bên cạnh tản đi. Một ngọn núi sừng sững hiện ra cả ngọn núi đen kịt từ từ nhô lên từ mặt đất rồi xuyên thẳng vào mây xanh, không biết cao tới mấy vạn trường. Khoảng cách giữa ngọn núi này với con đường đang lơ lửng trong hư không không tính quá xa, đứng nơi này có thể thấy nhất cử nhất động của Thạch hào. Chỉ là hai bên song song với nhau không thể nào tiếp xúc được. Nơi này không cách nào phi hành nên không thể bay qua bên con đường kia được tinh bích đại gia nhắc nhở thật cẩn thận. Nơi đây là lĩnh vực cấm không? Không được thử nghiệm bất cứ việc gì cũng không biết thạch hạo đã đi được bao lâu áp lực chịu phải cũng không phải là nhỏ thế nhưng vẫn khó lòng mà ngăn được bước chân của nó vị trí của nó càng ngày càng cao không hề nghe được bất cứ âm thanh nào không hề có bất cứ người nào tựa như đã tới phần cuối của thiên địa cả thế gian đều im lặng chỉ có mình nó cô độc thăm dò về trước đây chính là con đường của tu hành sao tương lai có như thế này không Tốc độ của Thạch Hảo cũng không chậm nhưng đi suốt 3 ngày 3 đêm thì mới có thể tới cuối con đường này, việc này khiến người khác sợ hãi. Xa xăm tới cỡ nào chứ đây đúng là đang đăng thiên. Cuối đường có một ngọn đài cao, vừa như là một tế đàn cổ xưa lại vừa như võ đài thần bí vậy, nó được tạo thành từ đồng thau. Đài cao này rất rộng lớn, lơ lửng ở trong hư không tựa như trường tồn từ tuyên cổ, bên trên có chạm khắc cách hình thù của sinh linh vô cùng sống động chỉ là trên nhưng hình chạm khắc này lại có một lớp gì đồng xanh. Đi tới đây, mạnh mẽ như Thạch Hảo cũng thấy mệt mỏi, bởi vì càng lên cao thì áp lực chịu phải càng khó mà tưởng tượng được cứ như ngọn núi lớn ép trên lưng. Nó cất bước về tế đàn thế nhưng lại bị màn sương mù cản trở chấn cho nó suýt chút nữa rơi xuống khỏi con đường này. Tất cả mọi người đều run theo, nếu như rơi xuống thì chính là vực sâu không đáy ở đây không cách nào phi hành nên chắc chắn sẽ bị sát khí kỳ lạ kia cắn nát thạch hảo cũng kinh ngạc bên trên tế đàn đồng thau này dường như được một tầng sức mạnh vô hình bảo vệ không dùng sức thì khó mà tiến vào trong được nó điều tức trong giây lát để khôi phục lại tinh lực sau đó quát to một tiếng nói mở cho ta thạch hảo đấm ra một quyền nắm đắm hóa thành màu vàng đánh tan sức mạnh vô hình ấy nó bước ra một bước leo lên tế đàn đồng thau cổ xưa này theo sau cú đấm này thì sương mù tản đi cảnh vật trên đài cao hiện ra rất rõ ràng. Nơi đây vô cùng rộng lớn, mọi người ở phía sau cũng có thể thấy được. Ồ, oh, có âm thanh truyền tới. Cùng lúc đó, Thạch Hảo cũng giật mình theo, phía trước có một bóng người quay đầu nhìn nó. Phát ra âm thanh kinh ngạc. Đây là một cô gái, trên người là bộ một y phục màu vàng vô cùng rực rỡ, vóc người cao giáo, ung dung lộng lẫy, mái tóc dài đen tuyền bay lượn, con mắt trong trẻo trên mặt được dùng khăn che kính. Nàng đứng ngạo nghễ nơi ấy, lúc cặp mắt lần nữa đóng lại thì có tia chớp lao ra, cả người siêu phàm thoát tục và mạnh mẽ, được một luồng khí chất đại đạo bao phủ. Đại hung, cô gái mở miệng âm thanh rất êm tai, trong con ngươi hiện lên thần quang. Yêu quái, Thạch Hạo cũng mở miệng, thiên tiên, cô gái đáp, nhân hoàng, Thạch Hạo đáp như thế. Người, là từ dưới đó đi lên ánh mắt của cô gái lấp lánh tia điện, một thân y phục màu vàng bay lượn, cả người đều đang phát sáng. Ánh mắt thạch hạo cũng lóe lên nhìn về tế đàn đối diện, nơi ấy cũng có một con đường thế nhưng là hướng lên trên, nó loáng thoáng thấy một thế giới hùng vĩ, tiên vụ mịt mở, cổ mộc che trời. Núi cao vô tận, chim thần ngang trời, cự thú rít gào. Sương trắng lượn lờ rồi tất cả đều biến mất. Đó là hình chiếu, đường này thông đi đâu vậy? Thạch hạo hỏi, người không biết cô gái hơi bất ngờ rồi nở nụ cười thì thào ta tới đài đồng tức để kính viếng để tưởng nhớ phong thái của tiền nhân không nghĩ rằng lại gặp được ngươi chắc cả vạn năm không có đại hung leo lên rồi may mắn quá bắt ngươi vậy ngươi thật sự là yêu quái sống tới mấy vạn năm thạch hạo hỏi bản tiên làm gì già như thế đôi mắt của nàng tỏa ra thần quang trái lại chẳng hề tức giận nói nơi đây là đàn đồng tước tu vi bị áp chế là chiến trường tốt nhất có thể khiến cho cảnh giới của chúng ta bằng nhau để chiến một trận. Vậy thì ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta." Thạch Hạo chắp tay sau lưng hờ hững nói. Cô áo cả người màu vàng liền nở nụ cười vô cùng tươi, nói: "Hiện ra bản thể của ngươi đi, nếu là cửu đầu sư hay là chân hống gì đó, hay là hung thú cấp thiên gì nữa thì ta cũng sẽ thu ngươi làm tọa kỵ và sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi tới đây." ánh mắt của thạch hạo lộ vẻ kỳ lạ, đi xung quanh nàng, nói, dáng vẻ cũng ngọt nước đấy. Thôi thì làm tọa kỵ cũng ổn, thế nhưng ngươi cũng không cần hóa ra bản thể làm gì, như vậy là ngon rồi. Cô gái nghe vậy thì nhíu mày, cặp mắt to tròn xinh đẹp lóe ra tia chớp. Khí tất cả người chợt mạnh hơn mấy lần, tóc dài bay lượn, thân thể thướt tha và quyến rũ áp sát về trước. Trên mặt tuy được một tấm khăn che lại thế nhưng cũng có thể nhìn thoáng thấy bờ môi đỏ ướt át bên trong nụ cười của cô gái này không giảm, trái lại càng tê hơn, nói, muốn bắt ta làm tọa kỳ. Ừm, chuẩn đó, Thạch Hạo gật đầu, nói. Nhưng nếu ăn thì cũng ngon lắm. Cô gái này xinh đẹp lộng lẫy buộc lấy mái tóc dài, nụ cười càng tê hơn, mà khí tức trên người cũng mạnh mẽ hơn. Khiến toàn bộ hư không cũng phải run rẩy. Vậy ngươi tới thử đi. Nàng như như yêu ma vọt tới, nơi vừa đứng hiện ra một chuỗi tàn ảnh, nhanh tới khó tin. Xúc địa thành thốn loại thần thông như thế này, được xưng là thiên hạ cực tốc, rất ít pháp môn có thể so sánh, nàng cứ như là giải cầu vòng chớp mắt đã tới sát bên cạnh. Ngón tay trắng noãn như búp măng vẫy về mặt thạch hạo. Kim quang lóe lên, thạch hạo lứt sang ngang, chuỗi huyễn ảnh lưu lại phát ra ánh sáng màu vàng, đây là thân pháp côn bằng. Nếu so sánh với xúc địa thành thốn thì cứ như mũi nhọn đấu dao sắc vậy. Xoẹt, cô gái này quá nhanh, thân quần áo màu vàng phấp phới, xoay tròn một cái, chiếc đùi thon gọn thẳng tắp đá về Thạch Hảo. Quyết đoán và mạnh bạo, Thạch Hảo liền nghiêng người né tránh chiếc đùi xinh đẹp trắng như tiết này, ngón tay chập lại như đau, hào quang màu vàng lấp lánh nhanh chóng chém xuống. Cắt về phía cẳng chân xinh đẹp ấy. Cô gái mặc áo vàng phản ứng vô cùng nhanh, xoay tròn người tách ra, lúc này lưng đã quay về phía thạch hạo, tay như ngó sen vẽ nên một đường viền xinh đẹp ánh sáng trắng noãn lấp lánh, khuỷu tay phát ra phù văn đánh về phía Thạch Hảo. Khóe miệng của Thạch Hạo lộ ra nụ cười, có người dám đánh cận chiến với nó. Nhưng mà xem ra cô gái này cũng vô cùng tự tin, hẳn là cũng cực mạnh. Nó lùi về sau vài bước đợi khi khuỷu tay của nàng đánh hụt vào không trung thì lập tức vươn tay bắt về trước, ngón tay xòe ra chụp về chiếc cổ trắng ngần, còn bàn tay khác thì lại nắm quyền ấn. Kim quang bùng phát sáng chói đột kích về nơi lưng của nàng. Linh giác của cô gái này quả nhiên nhạy cảm, không hề xoay người lại và thân thể vô cùng dẻo, lập tức chiếc đùi quyến rũ ấy đá mạnh xuống, thân thể như là lò xo so cực tốc nhảy lên. Ẩm, lần này, giữa hai bên bùng phát ra ánh sáng chói mắt, quyền ấn của Thạch Hạo đụng vào một chân của nàng, hàng loạt phù văn bay ra sau đó là tan rã. Song phương đều lăng không lao nhanh lên trên, xẹt một tiếng, cô gái này rơi xuống đất trong vẻ mạnh mẽ là sự ôn nhu, quần áo màu vàng phần phật dáng vẻ vô cùng gợi cảm không hồ là từ dưới đi lên quả nhiên giống như truyền thuyết đã nói rất hung ác cô gái liếm liếm bờ môi đỏ lộ vẻ hưng phấn cặp mắt sáng rực tựa như thấy con mồi tuyệt hào. Thạch hảo thạch hạo vô cùng kinh ngạc cô gái này là ai mà thân thể lại mạnh mẽ như vậy nếu không phải thân thể nàng vô cùng thước tha mảnh khảnh thì nó hoàn toàn cho rằng đây là một con hung thú vô cùng xinh đẹp thật là hiếm thấy mà lại gặp một hung thú mạnh mẽ như thế mình ăn ở có phúc quá lời nói của cô gái này vô cùng hớn hở sau đó là giết về trước tốc độ của nàng cực nhanh tay nắm pháp ấn vẫy mạnh bóng mờ xuất hiện hàng loạt tiếng ong vang liên hồi cứ như là chim thần đang vỗ cánh tạo bên những cơn gió mạnh đầy đáng sợ chỉ trong nháy mắt này, hai người va chạm tới cả trăm lần, ngàn lần, đây không phải quyết đấu nghiêng về thân thể nữa mà đi kèm theo đó là các ký hiệu phức tạp như ngân hà chút xuống. Rực rỡ trói mắt, ẩm, hai quyền giao nhau, hai người bay ngược ra xa. Nhưng lập tức cô gái này lại giết tới, mỗi bước tiến tới đều tỏa ra những bông sen, xung quanh tràn ngập đại đảo về hoa cánh hoa liên miên tung bay. Vô cùng cuốn hút nàng tập hợp lại một đại thế thiên địa, con người cứ như tia chớp thân thể quyến rũ ép mạnh tới. Chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng tạo nên uy thế kinh người rồi. Bùm, thạch hạo bắt ấn, một con toan nghe màu tử kim lao ra khỏi bàn tay, chấn áp về phía trước. Tia điện lượn lờ vô tận, cô gái vô cùng bình tĩnh, ở xung quanh vương xuống rất nhiều cánh sen màu vàng, tất cả hóa thành ký hiệu sáng rực chống lại tia điện kia. Bản thân nàng lại nhanh chóng đánh tới và chạm cực mạnh diễn ra, bàn tay của hai bên đụng nhau cứ như là thần linh ngàn tay quyết đấu, không ngừng lấy cứng trọi cứng. Tất cả đều dùng tốc độ cực nhanh khó mà tưởng tượng nổi giao thủ. Keng, luồng gợn sóng vô cùng mạnh mẽ lan tràn tách hai người họ ra, hư không vặn vẹo không ngừng nổ vang. Nếu không phải tế đàn đồng thau này kiên cố không hủy, đổi là nơi khác thì sớm đã bị phá nát dù núi sông cũng phải nổ tung rồi. Cô gái với áo quần màu vàng lại lần nữa chủ động công kích từ trước tới giờ thạch hạo chưa bao giờ gặp qua một cô gái nào chiến đấu tốt như thế này mỗi lần công kích đều do nàng chủ động cả nhìn bộ dáng của nàng vô cùng thướt tha yêu kiều thế nhưng động tác lại vô cùng hung ác ép bức khiến người khác nghẹt thở động tác cũng vô cùng quyến rũ như cuồng phong bão táp không ngừng công kích sau khi giao phong kịch liệt với nhau đột nhiên thân thể của cô gái này căng cứng lên tiên cơ ngọc cốt hóa thành màu trắng bạc rồi bắn nhanh tới cả người dường như là một mũi tên rời cung vậy thần tiễn thuật trong miệng nàng khẽ hô tốc độ nhanh tới cực hạn không ngừng sung kích trong hư không khiến người khác phải hoa cả mắt hai tay của thạch hạo chuyển động liên tục một tay hóa thành màu hoàng kim còn tay kia thì đen kịt như mực nó đang phân tích pháp môn côn bằng trong trường hợp này một tay với sức mạnh thái dương còn một tay là sức mạnh thái âm hình thành nên một vòng xoáy dẫn dắt lấy thần tiễn màu trắng bạc kia Cô gái này kinh ngạc, lần đầu tiên biến đổi sắc mặt thế nhưng tốc độ chẳng hề giảm, vẫn không ngừng biến hướng trong hư không, né tránh vòng xoáy. Cứ như tia chớp màu bạc trùng kích về mục tiêu, là sự thể hiện tới cực hạn của môn thần thông cổ xưa xúc địa thành thốn, hóa thành đạo sát phạt. Cả người cứ như là mũi tên thần xung kích trong hư không, lúc đông lúc tây, như lôi điện đang bay múa. Hên là Thạch Hạo nắm giữ pháp môn côn bằng nếu không tốc độ tuyệt đối không thể nào theo kịp cô gái này, nàng quá nhanh, thân hóa thành mũi tên bạc không ngừng sung kích. Thạch hạo cũng di chuyển theo, một tay là lực thái âm, diễn biến thành một đại dương màu đen, một tay là lực thái dương, lòng bàn tay đang nâng một mặt trời lớn màu vàng không ngừng đánh ra. Sau đó, thái âm và thái dương quyện vào nhau, vô số vòng xoáy cuộn trào trong hư không khiến cho mũi tên bạc như xa vào đầm lầy vậy. Xòe, tay phải của thạch hạo phát sáng vầng mặt trời lớn đang được nâng lên kia chợt nện mạnh xuống đánh về thần tiễn màu bạc. Đồng thời tay trái của nó cũng đong đưa. Lực thái âm đen kịt ép xuống hư không chặn đứt đường lui của cô gái này. Nhưng mà thời khắc này thân thể đang căng cứng của cô gái đồ vàng này chợt chuyển thành mềm mại cực kỳ. Hai tay của nàng lướt tới cứ như mỹ nữ xà đang uốn éo, đồng thời đạp chân đánh về đầu của nó. Ẩm, thạch hạo khoanh hai tay va chạm với đôi chân như là đuôi rắn đánh tới kia hai người đều lùi lại vẻ mặt khác thường hiện lên giữa hai bên rất lâu sau cả hai chẳng hề nói gì thạch hạo nhìn chăm chú lúc sau nói thân thể của ngươi không tính là mạnh mà là dựa vào một kỳ thuật đặc biệt nào đó nó cẩn thận quan sát dùng thần giác đầy mạnh mẽ của mình cảm nhận Rốt Cuộc cũng đã nhìn thấu được, trong cơ thể xinh đẹp của cô gái này có một lớp ánh sáng lấp lánh, là do lớp ánh sáng này bảo vệ thân thể của nàng cho nên mới mạnh mẽ như thế. Nó vẫn cảm thấy rất kỳ quái, cô gái mảnh khảnh này đời nào lại đi theo con đường luyện thể được chứ, hơn nữa tu vi lại đáng sợ tới thế này. Rốt Cuộc cũng hiểu ra được, đối phương có một bảo thuật cái thế, có thể gia trì lên thân thể của mình khiến cho bản thân mạnh tới mức này. Người cũng không ngu đấy, cũng nhìn ra được điểm mấu chốt, đây chính là thiên tiên quang mà ta tu thành, khi bao phủ cơ thể thì vạn pháp bất xâm, thân thể ta bất hủ. Cô gái tủm tỉm cười, dáng vẻ vô cùng tự tin. Bảo thuật này rất mạnh." Thạch Hạo gật đầu, "Ta là phượng vũ của tiên viện, ngươi là hậu đại của đại hung nào thế?" Nụ cười trên môi, nàng hỏi, "Ta tên là Hạo Thiên." Thạch Hạo nói. Phượng Vũ cười tươi như hoa, một cô gái với sự tự tin bậc nhất, nhưng cách nói chuyện của nàng chẳng hề nề nang gì, nói: "Ta không muốn lãng phí thời gian nữa, cứ bắt giữ ngươi cái đã." "Ngươi tin chắc có thể bắt được ta?" Thạch Hạo hỏi ngược lại. "Chắc chắn, ngươi mạnh mẽ như thế, còn là hậu đại của Đại Hung, ta hứa sẽ nghĩ biện pháp để giúp thân thể dưới hạ giới của ngươi vào trong tiên viện ta." Phượng Vũ nói, sau đó lại bổ sung thêm, "Nhưng trước tiên phải là tọa kỵ của ta đã." nếu như không có lời bổ sung cuối cùng thạch hạo còn có thể nở nụ cười nhưng khi nghe xong thì nó lập tức phản bác nếu như ngươi thua làm tọa kỵ của ta nhé thế thì tới thử xem cô gái mỉm cười bình tĩnh tự tin cơ thể phát sáng hiển nhiên đang muốn vận dụng một môn cấm thuật nào đó tự tin vậy luôn à thế thì bắt đầu thôi thạch hạo không nói hai lời lập tức vận dụng sức mạnh trí tôn cốt vô tận phù văn tỏa ra ồ không đúng ngươi là sơ đại Cô gái chợt biến sắc, nhanh chóng rút lui, gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ sợ hãi, cấm thuật bị ngăn cản không thể sử dụng được. Nhưng mà, thân thể của nàng lại bùng phát ra khí tức đầy mạnh mẽ, nơi mi tâm phát sáng, hiển nhiên nàng có thiên phú thần thuật gợn sóng kinh khủng khuếch tán ra khiến Thạch Hạo hoảng sợ. Nhưng đã chậm ánh sáng nơi mi tâm của nàng không thể khuếch tán, không thể buông ra ngoài được, phù văn của Thạch Hạo đã lan tới tác dụng lên cơ thể của nàng chỉ trong nháy mắt nàng nhanh chóng teo nhỏ lại, hóa thành một bé gái tám chín tuổi như được đúc từ ngọc vậy, vô cùng đáng yêu và xinh xắn. Ấy, không tính nghe ta chưa chuẩn bị xong mà. Người thân là sơ đại vậy mà còn đi đánh lén họ có dám chiến một trận thật sự với ta không? Nàng la hét nhanh chóng chạy trốn. Ê, nói thì phải giữ lời chớ, vừa nãy cô nói thế nào? Giờ thì rơi vào thế thua rồi nhá, chẳng lẽ bắt ta rượt tới tiên viện luôn à thạch hạo đuổi theo? cô bé tám chín tuổi co giò bỏ chạy, bóng dáng đáng yêu, miệng không ngừng nguyền rùa, tựa như tức tới nổ phổi rồi. Nàng thoát ly khỏi đàn đồng tước men theo một lối nhỏ. Thạch hạo chớp mắt đuổi theo sau nhưng liền gặp phải cảnh tượng trước mắt thì giật nảy mình. Nơi ấy có hai cánh cửa màu vàng trói, có thể nói là cao hơn cả núi, lúc này đang mở hé, ở trước có một tượng đá với thần diễm cháy hừng hực. Đó là dấu hiệu của nhen nhóm thần hỏa một người đá đang ngồi xếp bằng là chấn thủ ở nơi ấy. Cũng là cánh cửa như núi cao nhưng lại là màu vàng óng mà không phải là cánh cửa màu đồng xanh ở phía dưới kia. Thần hỏa ở bên ngoài cơ thể người này hừng hực trông có vẻ phi phàm. Đây không phải là sinh linh vừa nhen nhóm thần hỏa. Thạch hạo phán đoán, hẳn là mạnh hơn nhiều. Nó đưa tay ra bắt lấy cô gái đang chạy trốn kia, không muốn để nàng chạy thoát, sau đó tóm lấy cơ thể nàng rồi nhanh chóng thối lui, vô cùng kiêng rẻ với người đá kia. Cũng còn may là, đang đứng ở xa chứ không phải đã tới gần người đá ấy. Cứu mạng, đá tảng, nhanh cứu bổn đại tiên. Cô bé này đá chân cứ như một con mèo nhỏ cắn thạch hạo hồng trốn thoát. hung dữ vô cùng giờ khác này vẻ ung dung lộng lẫy thiên tiên của nàng đã không còn thay vào đó là một con hung thú nhỏ tuy rằng là một cô bé xinh đẹp nhỏ nhang thế nhưng hung ác vô cùng thạch hạo yên lặng bàn tay phát sáng chặn lại thần niệm truyền âm của nàng phòng ngừa kinh động tới người đá kia đương nhiên nó cũng đã chuẩn bị tốt cho việc xấu nhất sẽ diễn ra nếu người đá kia truy đuổi thì nó sẽ nhảy xuống thiên lộ dù có chết một lần ở hư thần giới thì cũng không thể để bị bắt được không công bằng, thân là sơ đại vậy mà còn đánh lén người ta, chẳng hề có phong độ và tôn nghiêm của cường giả gì cả. Nếu như đánh thật sự với ta một trận thì ta sẽ chắc chắn giết chết được ngươi. Bé gái không phục, không ngừng kêu gào, nhe răng há miệng. Lớp lụa mỏng tre ở trên mặt sớm đã rớt ra lộ gương mặt xinh đẹp tuy hiện tại đã trở thành con nít thế nhưng chắc chắn trước kia là một mỹ nhân khuynh quốc chiếu mũi nhíu chặt vì tức giận rất mê hồn. Cặp mắt trợn tròn lườm lườm nó nhận thua đi, nói thì phải giữ lời. Thạch hạo mỉm cười, một tên hung thú cao to cỡ nào chứ, có bản lĩnh thì chiến công bằng với ta một trận, trong vòng ba chiêu sẽ giải quyết được ngươi. Mà nếu ta thua, lúc đó ta sẽ nhận thua ngay. Bé gái kêu lớn, lòng tự tin đã bị dối tung. Không biết đang cố ý khích Thạch Hạo hay là có lòng tự tin như vậy. Thạch Hạo sẽ không bao giờ bị khích tướng, ngược lại nở nụ cười, nói công nhận ngươi rất bất phàm, lúc mà mi tâm phát sáng. Dù chưa thể sử dụng được thần thông ấy nhưng lại bùng phát ra khí tức khiến người khác sợ hãi, lẽ nào cũng là một sơ đại à, có thiên phú thần thuật kinh thế. Dám chiến một trận không? Ta chấp ngươi một tay, ba chiêu bảo đảm đánh nát ngươi. Cô bé nhe răng, hung hăng vô cùng, trên gương mặt tinh xảo của đứa bé 8-9 tuổi tràn ngập vẻ khiêu khích. Nhóc con, đừng chơi trò khích tướng với anh. Trong nháy mắt, nó gõ mạnh lên ót đầy xinh đẹp của nàng một cái ấy ra, đau quá, tên hung thú kia. Ta không để yên cho ngươi đâu. Bé gái kêu thảm thiết, ôm đầu kêu réo, nước mắt gần như ứa ra ngoài. Thạch hạo cười không ngừng, thiếu nữ thiên tài của tiên viện này cũng thật là khác lạ. Lúc bình thường thì bình tĩnh ung dung hoa lệ, còn lúc chiến đấu thì mạnh mẽ quyết đoán, bây giờ lại sợ hãi, có chút hoang dã, đồng thời còn khóc nhẹ nữa chớ. Thạch hạo bế nàng về lại đàn đồng tước, bàn tay phát sáng phong ấn lấy nàng tên hung thú kia ta nhớ kỹ ngươi rồi đó và nhớ cho thật kỹ ta tên phượng vũ bé gái giữ dằn hô lớn mắt to tỏa ra vẻ căm giận người nhớ kỹ ta thì sao nào thạch hảo trêu lấy tay véo véo cái mũi xinh đẹp ấy ta sẽ ăn thịt ngươi bé gái hung tợn gào thét thạch hạo cười ha hả tay khác thì duỗi ra béo má nhào nặn trên gương mặt non nớt ấy khiến cho nàng nổi giận đùng đùng ngươi chờ đó bé gái tức giận sau đó nàng lại hóa thành một màn mưa ánh sáng biến mất từ trong tay Thạch Hảo. Hả, Thạch Hảo giật nảy mình, rõ ràng đã phong ấn nàng thế nhưng sao có thể thoát. Trong tay nó còn sót lại một thanh tiểu kiếm lấp lánh, chỉ dài bằng ngón tay, bóng loáng và có linh tính, hào quang dâng trào, đây là binh giải, dùng bí pháp để thủ tiêu bản thân. Thạch hạo kinh ngạc, phượng vũ quả nhiên quyết đoán, nhưng nó cũng nhớ tới nơi đây là hư thần giới, trên thực tế nàng vẫn có thể phục sinh như bình thường tức chết đi mạp phượng vũ ta đây từ khi xuất thế tới giờ một đường hát vang đánh đâu thắng đó chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy dám nhéo mũi ta hả véo má ta hả ta không để yên cho ngươi đâu tiếng la đầy hung hăng từ phương xa truyền tới màn mưa ánh sáng kia cứ như là tia chớp rời đi thật nhanh mơ hồ có thể thấy được dáng vẻ của một cô bé đang tức giận sôi máu giơ tay múa chân thạch hạo ngạc nhiên thiếu nữ này quả nhiên lợi hại sau khi binh giải mà còn có thể bộc lộ cơn tức giận của mình nhưng mà cũng thù dai ghê gớm việc nhỏ nhặt như nhéo mũi véo má mà cũng ghi sổ thù vặt còn món nợ bắt giữ nàng thì lại quên bén đi thạch hảo triển khai pháp môn côn bằng truy kích về hướng đó nó muốn thử nghiệm việc giam cầm màn ánh sáng ấy thế nhưng đã chậm thứ này vô hình vô chất nhanh chóng tiến vào trong cửa hoàng kim hùng thú, người nhớ kỹ cho ta, phượng vũ ta đây trước giờ chưa bao giờ chịu phải thiệt thòi như thế, sau này nhất định sẽ đánh cho ngươi thành một con bò sát bầm dập. Sau đó mới ăn thịt ngươi. Phượng vũ tức giận lớn tiếng nói, đương nhiên màn mưa ánh sáng kia cũng chỉ có thể ngưng hình trong giây lát mà thôi. Sau đó sẽ tiêu tan trở về trong thế giới hiện thực. Nhận thua đi, nếu không sau này ta sẽ đi tiên viện tìm ngươi đó thạch hạo nói nó không dám đuổi theo mà nhìn chằm chằm người đá kia bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn nói cũng kỳ quái người đá này tuy thần diễm hừng hực thế nhưng vẫn yên lặng ngồi xếp bằng nơi đó giống như là không có khí thức sinh mệnh vậy bên trong cửa hoàng kim là ranh giới mênh mông núi lớn nguy nga thác nước buông xuống là mô phỏng theo thế giới hiện thực để xây dựng tiên khí mịt mờ Ồ, các ngươi có nhìn thấy gì không, màn mưa ánh sáng đó chính là phượng vũ của tiên viện biến thành, nàng bị đánh bại ư. Không đúng, phượng vũ mạnh mẽ cỡ nào chứ. Ở khu vực này thì không ai địch nổi, hôm qua còn chém chết con cổ dao ngàn năm nữa là. Ai có thể tranh đấu cùng nàng. Ở dưới Linh Sơn đang lượn lờ tử khí thì có một nhóm cường giả trẻ tuổi dừng chân. Cả đám đang nghi hoặc nhìn về phương hướng mà màn ánh sáng kia biến mất. Nhưng quả thật ta nhìn thấy nàng mà. Âm thanh cuối cùng khi phát ra rất giống, một người trong số đó tin chắc rằng mình nhìn không nhầm. Không đúng đâu, nên biết nàng đến từ học viện Thiên Tiên, đã tu thành Thiên Tiên Quang. Vạn pháp bất xâm, có thể quét ngang các đối thủ ngang mình chưa hề chiến bại. Chuẩn, ta cũng nghe được nàng từng truy sát sơ đại của linh tộc. Giao thủ vài lần khiến cho đám linh tộc đau đầu luôn. Nhóm cường giả trẻ tuổi này thảo luận đều không tin tưởng đó là Phượng Vũ, bởi vì tài năng của nàng ngất trời, thật sự quá mạnh mẽ. Nhắc tới cô gái xinh đẹp như thiên tiên này, những tu sĩ ai cũng run sợ, thường ngày nàng đoan trang nhã nhặn, hào hoa phú quý thế nhưng một khi ra tay thì giống như là sư tử hà đông. Hung ác vô cùng, khiến người khác run sợ nghe nói nàng vì muốn tìm một tọa kỵ thích hợp cho nên đã cất đấu với thiên kiêu của một vài chủng tộc trí cường nếu không phải có người can thiệp thì gần như đã thành công rồi chắc không đó có chuyện này nữa à đây là bí mật có người nói rằng nàng đi qua tộc chân hống cũng phục kích thiếu chủ của tộc bạch hổ còn từng im miệng chuyện này chưa có nói lung tung nếu không sẽ gặp họa sát thân đó chuyện này không hổ là phượng vũ của tiên viện giống như lời đồn mạnh tới mức khiến người khác không biết nói gì mà giờ nhìn lại. Những chuyện mà nàng từng làm sợ còn nhiều hơn cả lời đồn nữa. Thạch hạo quát sát một lúc lâu, người đá kia vẫn bất động khiến nó nghi ngờ, sau đó xoay người tiến về đàn đồng tước. Nhìn về ngọn núi đối diện màu đen kia truyền âm, hỏi hai lão già nát rượu kia. Ta cần đánh vào trong cánh cửa hoàng kim kia ừ, cần phải giết vào, chỉ có nghịch thiên như vậy thì mới có thể chiếm được sách quý đồng thau Điều ra gật đầu, người điên à, bắt ta quyết đấu với thần linh hà thạch hạo trừng mắt nó mặc dù rất tự tin thế nhưng cũng không đời nào đi làm cái chuyện hoang đường như thế này. Cái gì, phía trước có thần à tinh bích đại gia kinh ngạc có chút ngớ người. Hai lão già, có phải là không biết trong cửa hoàng kim kia xảy ra chuyện gì? Có nên cố tình lừa ta không hả thạch hạo cam giận? sao có thể được chứ dựa theo ký ức của chúng ta thì nhất định phải xông qua cánh cửa kia thì mới được chỉ là không biết sẽ hung hiểm như vậy thôi điều ra giải thích đối diện ngọn núi lớn màu đen này sớm đã đứng chật ních người trận chiến vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy ai cũng lộ vẻ khiếp sợ mạnh mẽ như tiểu thạch vậy mà lại gặp được đối thủ khó mà tin nổi cô gái kia mạnh mẽ tuyệt đối lại có thể chiến một trận với nó lại càng là thế lực ngang nhau Thạch Hạo không nói gì, lần nữa dọc theo con đường hướng vào cửa hoàng kim kia, sau khi quan sát thật kỹ không thấy dấu hiệu sinh mệnh của người đá kia. Thì nó nhịn không được muốn thử một lần. Nó nhổ xuống một cọng tóc rót thần lực vào, vùng tay ném ra, mặc dù chỉ là một cọng tóc dài thế nhưng giờ lại như là tia chớp đen. Tiếng rít chói tai vang lên, nhanh chóng lao tới. Bốp, sợi tóc vừa tới gần người đá thì nổ tung, hóa thành bụi phấn, thần lực được rót vào bị thiêu đốt thành ánh sáng tiêu tán trong hư không. Thạch hạo chuẩn bị quay đầu bỏ chạy, thậm chí còn có ý định nhảy xuống con đường đá lơ lửng trong hư không kia thế nhưng lại phát hiện ra, người đá ấy vẫn chưa hề nhúc nhích tí nào. Nó hừng chân, cảm thấy nghi ngờ, nói, lẽ nào cũng chỉ là một tượng đá tương tự như pháp khí chấn thủ ở nơi này, sẽ không chủ động công kích người khác. Một bên khác của cửa hoàng kim đám tu sĩ trẻ tuổi sau khi nghị luận thì vẫn không nhịn được sự hiếu kỳ của mình muốn tiến lại đây để tìm nguyên nhân cả nhóm đang đứng trước cửa do dự không quyết định được các ngươi làm gì ở đây lẽ nào muốn đi đàn đồng tức bắt lấy hậu đại của đại hung có cường giả đi ngang qua hỏi đời nào chứ mấy vạn năm rồi không có đại hung bỏ lên chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi muốn đi thăm lại di tích cổ đó một chút một người cười nói hình như không đúng xem biểu hiện của các ngươi thì chắc chắn có chuyện khác nói ra sợ là ngươi không tin ta vừa nãy nhìn thấy hình như là phượng vũ của tiên viện lao ra từ trong đó một người nhỏ giọng nói cái gì đi xem thử trên đàn đồng tức thạch hạo đang suy nghĩ mấy lần thử nghiệm thế nhưng cũng không thấy người đá kia đứng lên chỉ là bị động hóa giải công kích nó đang tính toán xem thử có thể xông vào hay không ồ lại có người tới rồi thạch hạo kinh ngạc ngẩn đầu nhìn thấy một đám sinh linh trời ạ à, đó là đám người này vừa tới thì lập tức nhìn thấy thạch hạo có người đưa tay chỉ về nói thất thanh la lên ta không nhìn lầm chứ mấy vạn năm qua đi lại có hậu đại của đại hung bỏ lên đây là tin tức nóng hồi sẽ gây náo động cực lớn xem ra vừa nãy ta không nhìn lầm rồi phượng vũ quả nhiên đã tới nơi này đây là đại sự nghịch thiên nhanh nhanh về bẩm báo truyền đi tin tức này Thạch Hạo nhếch miệng nở nụ cười, hàm răng sáng bóng từ từ tới tiếp đón. Cùng lúc đó, Học viện Thiên Tiên một cô gái với quần áo hoàng kim, thân thể lấp lánh, da thịt trắng như tuyết trong nháy mắt thức tỉnh, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ô, sư muội muội tỉnh rồi à? Sao lại tức giận vậy? Giống như nguyên khí bị thương tổn thì phải, tức chết đi mà, dám nhéo mũi ta, dám véo má ta. Sẽ có ngày hắn tới tiên viện ư? trên đàn đồng tước mỗi cú nhảy là trăm ngàn trưởng nó nhanh chóng vọt tới muốn lưu đám người này lại có người lấy ra pháp khí một cái thiên la tán sao bay lên không ngừng xoay tròn từng luồng ánh đen buông xuống quét về phía thạch hạo vật này như có thể tiêu diệt hồn của người khác vậy thạch hạo giơ tay nơi đầu ngón tay bay ra một tiểu kim ong ánh bằng ngón tay lập tức hóa thành một vệt sáng kiếm khí tỏa ra kinh người xoẹt một tiếng cắt đứt đôi thiên la tán kia lợi hại thật không hồ là hậu đại của đại hung. Có người kinh ngạc thốt lên, pháp khí thiên la tán tuy không phải là vật phàm thế nhưng chỉ một chiêu liền bị chém đứt. Tất cả mọi người đều biến sắc. Trên thực tế, lúc vừa mới phát hiện ra thạch hạo thì đã có người xoay người chạy trốn rồi bởi vì bọn họ từng thấy phượng vũ hóa thành màn ánh sáng rời đi. Cho nên linh cảm tới tên hung này rất nguy hiểm. Xèo. Nhưng mà thanh tiểu kiếm này quá nhanh, vô cùng sáng bóng, cứ như một giải cầu vòng chém nát hư không tiến tới, cắt đứt con đường phía trước, ánh kiếm dâng lên. Thanh kiếm này nhìn quen quá. Hình như là kiếm của Phượng Vũ, có người thầm nói, vẻ mặt càng lúc càng khó coi, cảm thấy quá bất cần, không ngờ trên đàn đồng tước lại có đại hung bỏ lên. Chư vị, nếu đã tới thì hà tất rời đi nhanh vậy? tới đây ta nhờ một vài chuyện, chúng ta tâm tình cổ kim, đàm pháp luận đạo, chẳng phải sẽ rất vui vẻ hay sao? Thạch hạo đi tới, sương mù bốc lên, kèm theo là lôi điện. Trong nháy mắt đã nhấn chìm cả thạch hạo, có người ra tay, vận dụng bảo thuật toan nghe. Toàn nghe, có thể diễn lôi điện, cũng có thể giáng sương mù, năm xưa lúc thạch hạo chưa ra khỏi đại hoang thì dùng yếu chống mạnh. Vận dụng sương mù này để chém giết tế linh xuyên sơn giáp công phụng của đạo phì sau đó nó từ từ mạnh mẽ lên nên ít dùng tới chiêu dáng sương mù này. Hồn này lại có người dùng thật này với nó, muốn dựa vào đây để ngăn cả hòng bỏ chạy. Như múa rìu qua mắt thợ vậy, chỉ là do di chủng truyền pháp chứ cũng chẳng phải là thần thông của toan nghe thuần huyết gì, làm sao ngăn được ta. Thạch hạo cười nói, chỉ trong nháy mắt, xương lớn càng dày hơn là do nó há miệng phun ra, xương mù mênh mông bao phủ về phía trước tiếng kinh ngạc vang lên. Đặc biệt người thi triển thuật toan nghe hồi này thì càng sợ hãi hơn. Đối phương cũng tinh thông phương pháp này, hơn nữa còn lợi hại hơn cả hắn, không ngờ lại nhốt ngược lại mình. Tới cảnh giới như thạch hảo, khi phun ra hay nuốt vào sương mù, không chỉ có thể ngăn trở tầm mắt người khác mà còn làm ảnh hưởng tới tâm thần của người ta, khiến tâm linh trở nên mơ hồ. Không phân biệt được phương hướng, đây mới là chân lý của thuật này. Ẩm um. Có người gặp phải công kích cả người bay ngược về sau rớt xuống tế đàn đồng thau cổ xưa kia. Ẩm, đại hỏa ngập trời, có một cường giả triển khai Nam Ly thần hỏa, bốn phía sáng rực cả người cứ như là người lửa khổng lồ, hắn muốn xua tan sương mù, tìm một con đường thoát. Thạch Hạo vẫy tay, sức mạnh thái âm xuất hiện, một con côn ngư màu đen dài một tấc bơi lội phá tan Nam Ly thần hỏa, đồng thời vẫy đuôi quất bay người này về đàn đồng tước. Liều mạng, mấy người kêu to dồn dập lấy ra pháp khí triển khai bảo thuật nơi đây sấm vang chấp giật chim thần lao vút hung thú rít gào kết quả rất rõ ràng những người này cũng chỉ là đệ tử của môn phái bình thường sao có thể so sánh được với thạch hạo tất cả hầu như đều bị chấn áp có hai người trong số đó không có bị chấn áp bởi vì bọn họ quá sợ hãi nên đã rơi từ trên thiên lộ xuống bên dưới và bị sát khí cắn nát cứ thế thoát ly khỏi nơi này khi xương mù tan hết tổng cộng có 8 người bị bắt, tất cả đều nằm trên đàn đồng tước không cách nào nhúc nhích được. Lần này Thạch Hạo vô cùng cẩn thận, phong ấn toàn bộ vị trí trên thân thể bọn họ, phòng ngừa binh giải. Người, muốn gì, có người run run hỏi, rõ ràng biết được lời đồn của đại hung ở hạ giới. Thiếu niên trước mắt này khẳng định chẳng hề hiền lành gì. Chớ sốt sáng làm chi ta chỉ nhờ một chút thôi, ta sẽ không ăn thịt các ngươi. Thạch hạo mỉm cười, vô cùng nhẹ nhàng cái gì ăn mấy người biến xác tương truyền mỗi ngày đại hung ăn hàng triệu sinh linh lúc nhiều nhất có thể thêm gấp trăm lần như thế ta nói rồi chỉ là tán gẫu nếu như phối hợp thì sẽ không ăn đâu thạch hạo nói nó cảm thấy cần phải chấn nhiếp bọn này nên lấy ra chấn hồn tháp đây có thể nói là ma khí sát sinh thật sự trong hư thần giới kết quả cả đám đều im như hến như gà con mổ thóc chỉ sợ nó không vui rồi giết chết hết mọi người ai nấy cũng đều hợp tác trong vui vẻ phía sau cánh cửa hoàng kim kia thuộc về thượng giới thạch hạo hỏi đúng là thượng giới có người vội vã gật đầu sợ nó không vui hơn nữa còn có người bổ sung nói nói đúng hơn tên là linh giới là thế giới mà chư thần thượng giới từ thái cổ dùng tinh thần để xây dựng nên chỉ có linh thức mới có thể tiến vào vì vậy được gọi là linh giới thạch hạo gật đầu nó sớm nghe huyền quy nói qua thế giới được xây dựng từ tinh thần này tên gọi không giống như ở hạ giới chỉ trong nháy mắt tám người này không ngừng bổ sung không cần nó hỏi nhiều thì tự động kể rất chi tiết ví dụ như bình thường thì cửa hoàng kim ấy vẫn khép kín trừ phi người của linh giới tới đàn đồng tước thì từ bên trong mới mở ra được ngoài ra người đá ngồi xếp bằng kia trước kia từng có linh hồn thế nhưng giờ tựa như đã bị tịch diệt chỉ còn thần hỏa hừng hực mà thôi, ngồi nơi đó để bảo vệ cánh cửa ấy, ngăn cản đại hung tiến vào. Thạch hạo rất thích thanh tiểu kiếm trong suốt bóng loáng này, cảm giác nó rất có linh tính. Đám người mồ hôi nhễ nhại nhìn thanh tiểu kiếm này, trong khoảng cách gần thì hoàn toàn có thể xác nhận đây là kiếm của Phượng Vũ. Tên hung nhân này thật là mạnh mẽ, binh khí của Phượng Vũ mà cũng có thể đoạt được quả thật không thể nào tưởng tượng nổi, nó có thể chạm chán cùng với thiên kiêu và sơ đại của thượng giới nhìn xem vẻ mặt tái mét của các ngươi kia mắt cứ nhìn thanh tiểu kiếm này vậy phượng vũ kia rất lợi hại phải không thạch hạo hỏi lập tức có người gật đầu nói chuyện này không chỉ là lợi hại bình thường đâu mà là siêu cấp đáng sợ nàng được xưng là bất bại ở khu vực thiên tiên châu thì cho người cùng thế hệ nàng được xưng là vương đương nhiên thượng giới quá to lớn lớn đến nỗi những người này cũng không biết lớn tới cỡ nào đột tột cùng là có bao nhiêu châu thậm chí những nơi khác cũng lấy châu để phân định có một câu thượng giới anh tài xuất hiện lớp lớp không thiếu sơ đại thiên kiêu các tộc cùng tồn tại cường giả như rừng dựa theo suy đoán của bọn họ khả năng phượng vũ là một sơ đại dù là không phải thì tư chất cũng không kém đám nhân vật này mạnh tới mức không biết phải nói ra sao khó có thể phỏng đoán được thật sự là một sân khấu lớn mà sóng vỗ ầm ầm kỳ tài đua nhau nổi lên chủng tộc vô số thật khiến người khác chờ mong mà thạch hảo vô cùng khát vọng hận không thể lập tức rời đi đó mới là nơi tu hành mà nó cần sẽ không bao giờ thiếu đối thủ có thể đại chiến sảng khoái có thể có mấy người còn đáng sợ hơn nó và cũng chỉ có như thế thì mới có thể khiến nó tăng tiến được về phần phượng vũ tuyệt đối siêu phàm khi hai người quyết đấu thời khắc sống còn thì mi tâm của phượng vũ chợt phát sáng giây lát ấy cả người nó chợt dùng mình cảm giác cực kỳ nguy hiểm nhưng đáng tiếc là chưa kịp sử dụng loại thần thuật kia nếu không hậu quả khó mà lường được muốn đi ngay bây giờ quá thạch hạo nôn nóng sau đó nó hiểu thêm về thượng giới hơn tuy rằng vẫn chưa có đi tới nhưng đối với một vài đạo thống và phong thổ thì cũng nhận thức đôi chút ồ lại có người tới kia lẽ nào ta dễ bị bắt như vậy sao thạch hạo kinh ngạc trên thiên lộ xuất hiện thêm mấy sinh linh đang chạy về phía này những người nằm bẹp trên đài đồng thao người đổ đầy mồ hôi một vài đồng bạn khi nãy vẫn chưa có tới nơi này còn có hai người canh giữa cửa hoàng kim nữa chắc chắn bọn họ đã đi báo tin cho nên mới khiến nhiều người tới như vậy cường giả của hỏa vân động tới kia đó là một nhóm sinh linh đang điều động ánh lửa cách rất xa mà cũng cảm nhận được hơi nóng hừng hực trong tay thì cầm trận kỳ bay phần phật bọn họ rất nổi dai ngà thạch hạo hỏi tuy không phải là chủng tộc mạnh nhất thế nhưng cũng không kém phô trương thanh thế phát động không ít nhân mã chắc chắn muốn bắt cho bằng được ngươi để tra hỏi bảo thuật đại hung người nằm trên đất đáp đây là sinh linh tóc đỏ cũng không phải là nhân tộc giống như là linh viên mỗi một người đều cao khoảng một mét rưỡi mắt thì có màu bạc ngươi là hậu đại của đại hung nào xin hãy báo danh một linh viên màu đỏ lớn tuổi mở miệng người mới là đại hung đó cả nhà ngươi mới là đại hung ông mày tên là hạo thiên Thạch Hạo không kiên nhẫn được nữa, một nhóm người vừa xuất hiện là mở miệng nói mình là đại hung. Hàng phục hắn, lão viên cả người đỏ chót kia vung ra hiệu, cả đám sinh linh đồng thời giết về trước nhưng mà lại rất có quy luật, tất cả đều nắm trận kỳ, trong lúc nhất thời cả thiên địa biến hóa. Đại trận được mở ra. Ẩm, thời khắc này Thạch Hảo cũng chẳng lưu thủ nữa, vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình, sau lưng là biển rộng vô lượng, đại dương màu đen chập trùng. Đó chính là biển thái âm trong pháp môn côn bằng, mà bốn phía lại là áng mây xanh, mỗi một cây cỏ đang cắm rễ trong hư không, kiếm ý bất hủ tỏa ra, quét sạch tứ phương. Hai môn bảo thuật này, dù là loại nào xuất thế cũng có thể quét ngang các lộ cao thủ. Hiện giờ lại đồng thời xuất kích tự nhiên không gì có thể sánh được. Trận pháp của Hỏa Vân động đúng là rất lợi hại, thế nhưng cũng chẳng đáng quan tâm, trận kỳ bị Thạch Hạo điên cuồng chém nát nhưng mà bộ tộc này rất quyết đoán, trận kỳ của người nào bị hủy thì lập tức tự sát, hóa thành mưa ánh sáng rời khỏi giới này. Có cần phải như vậy không, ta chỉ muốn hỏi các ngươi vài điều thôi mà. Đừng tự sát mà, nếu như rời đi bằng cách này thì ở ngoài hiện thực cũng phải tu dưỡng tới mấy tháng đó. Thạch hạo mở miệng, phụt. Khi nó giết tới gần lão viên thì tên này phun ra một ngụm máu, lóe lên rồi biến mất tên này nhờ vào một quyển trục để chọc thùng không gian mà bỏ chạy. Sau cùng thạch hạo chỉ bắt được năm tên linh viên của hòa vân động việc này khiến nó cảm khái không thôi không muốn giết khỉ nhưng nhất định phải hù gà thượng giới thiên tiên châu nè nghe gì chưa cường giả của hòa vân động bị chết hơn trăm người suýt chút nữa đã bị người ta giết sạch hết luôn có người bàn luận xảy ra chuyện gì thế hỏa vân động cũng không tính là yếu, đám linh viên kia kia vô cùng ngông nghênh lại có người dám chọc tổ kiến à, bởi vì gặp phải một sinh linh hung tàn hơn, là đại hung của hạ giới bỏ lên. Hơn vạn năm rồi không chuyện như thế này, đám khỉ đỏ đó đi vây công muốn đoạt hung thuật, kết quả là suýt chút nữa bị người ta ăn thịt. Trời đất là đại sự nghe, một đại hung bỏ lên hả? Chúng ta mau mau tiến vào linh giới để xem chiến đi, chắc chắn cường giả cùng với thiên tài khắp nơi cũng sẽ chạy tới đó đây đi không thể bỏ qua cuộc vui này được thạch hạo chưa hề giết chết một ai thế nhưng cái tên hung ác đặt cho nó đã truyền ra ngoài đám linh viên hỏa vân động rõ ràng là tự tử dùng phương pháp này để không bị bắt nhưng sau đó tin truyền ra ngoài thì nó như là một điển hình của giết khỉ hù gà rất nhanh một đống sinh linh nằm sụi lơ trên đài đồng thau chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi nhưng có rất nhiều tu sĩ chạy tới muốn quan sát tên đại hung hạo thiên này và đều bị bắt giữ các ngươi nghe gì chưa, một tên đại hung Hạo Thiên leo lên đàn đồng tước muốn giết vào linh giới đó. Đúng là hung mà, nghe nói Phượng Vũ cũng từng giao thủ với hắn. Không biết thắng bại như thế nào. Lợi hại vậy luôn à, ta nghe nói mấy vị sơ đại cũng đã bị kinh động, khả năng là sẽ tiến vào đánh một trận với hắn. Thượng giới, học viện Thiên Tiên, ven hồ, Phượng Vũ nhíu mũi, dùng sức dẫm mạnh một con hung quy ở dưới chân, vẻ mặt vô cùng khó chịu nàng sớm đã nghe sự hung ác của hạo thiên cho nên đứng ngồi không yên trận chiến giữa ta và hắn chắc là không có ai nhìn thấy tiên kiếm của ta rơi ở nơi đó không biết tên này có nói năng tinh linh gì không nàng lẩm bẩm nếu như việc tên đại hung hạo thiên véo má nhéo mũi bị truyền ra ngoài để khoe mẽ bản thân lúc đó nàng không tức chết mới là lại bảo đảm không thể nào sống được không thể nhẫn nhịn được không thể tha thứ dược nàng muốn phục dụng một viên thánh dược để khôi phục lại nguyên khí, sau đó là giết về đàn đồng tước. Bởi vì nàng không phục do bị bại trận, thần thuật thiên phú của nàng còn chưa kịp thi triển thì đã bị đánh lén rồi. Đàn đồng tước một người đứng nơi đó. Trên đàn thì đầy sinh linh với những chủng tộc khác nhau, trong một canh giờ vừa rồi thì có một đám lớn xông tới và bị chấn áp ngay. Tuy rằng Thạch hạo không phải là tới một người thì giết một người, thế nhưng ngoài hung danh ra, phàm là cường giả tự binh giải bản thân mình thì đều đổ mọi tội lỗi lên đầu nó. Hai chữ Hạo Thiên nghiễm nhiên đã trở thành hung danh. Ồ, người của tộc Ngân Bạch cũng tới rồi. Có người nói nhỏ, bộ tộc này rất đặc biệt nửa kim loại nửa huyết nhục, quanh thân thì trắng bóng, vô cùng mạnh mẽ, trên cơ thể có một tầng ánh sáng bạc đầy lạnh lẽo. Nghe đâu, tổ tiên của bọn họ chính là một tinh linh được thai nghén từ bên trong hầm quạng bạch ngân cổ xưa rồi sau đó kết hợp với một vị trí tôn nhân tộc cho nên mới hình thành nên bộ tộc của họ mạnh mẽ tuyệt đối người của tộc này không nhiều thế nhưng địa vị lại rất cao người thường chẳng ai dám gì trêu chọc cả hậu nhân tội huyết kia tuy hung danh của ngươi sớm đã lan truyền thế nhưng việc trừ khử ngươi chúng ta sẽ không thoái thác không cho phép ngươi làm càn làm loạn một cường giả bạch ngân đi tới chân bước trên tảng đá nơi đường thì vang lên những tiếng len keng. Tuy rằng hễ mở miệng là nói ta hung ta ác nhưng ngươi không thấy ngươi cũng như thế hả nực cười. Đừng có tự cao tự đại như vậy được không hả, chẳng phải là muốn đạt hung thuật của ta sao? Thạch hạo mỉa mai, nó đã nghe được lời giới thiệu từ tù binh ở phía sau, biết được bộ tộc này không dễ chọc vào thế nhưng cũng chẳng hề để ý làm gì, bởi vì liễu thần từng chém qua một con hắc kim tước cũng là một tinh linh trời sinh mà những người này cũng chỉ là hậu đại của tinh linh Bạch Ngân mà thôi. Ầm ầm vang lên, cường giả Bạch Ngân kia vọt tới. Phía sau có mấy người đang xếp bằng trên mặt đất, miệng tụng chân kinh, không có hành động gì. Không ổn, Thạch Hạo dùng mình, hư không nơi đây chợt đông lại, nó khó có thể nhúc nhích được. Mà mấy người ở phía sau đang hợp lực lấy ra một pháp khí, miệng thì tụng kinh văn bắt đầu khống chế thứ đó cứ như là một mặt trời màu bạc niêm phong nơi đây lại. Nhưng mà tên cường giả đang lao tới kia lại không hề bị ảnh hưởng mảy may, thoáng cái đã tới gần, một quyền đánh về đầu của nó. Tàn nhẫn và quyết đoán, phù văn bạc tỏa ra. Phương xa, mấy người khác bật thốt lên, pháp khí đang phát sáng trong hư không ấy chính là đóa hoa bạch ngân, chính là bí bảo của tộc này. Nghe nói chính do lão tổ lấy ngân tinh của bản thân để luyện hóa bọn họ mang khí hồn vào linh giới, coi bộ cũng bạo tay đấy. Mờ, thạch hạo quát khẽ thần lực trong cơ thể sôi trào. Cả người phát sáng dùng hết khả năng để chống lại, nó gian nan dơ một tay lên để chặn đứng người phía trước lại. Ẩm, cường giả bạch ngân kia giết tới. Hai bên va chạm lập tức thạch hạo bay ngược ra sau, bởi vì đang ở thế bị động, bị đóa hoa bạch ngân kia áp chế. Nhưng cũng không bị cường giả kia tiêu diệt thì cũng đã rất kinh người rồi. Không ngờ có thể tránh được một kiếp, cường giả tộc Bạch Ngân giật nảy mình. Chỉ là một đóa hoa mà thôi, cũng không phải là thủy tổ của các ngươi tự tới, càng đừng nói tới việc đàn đồng tước đã áp chế cảnh giới. Hôm nay hãy xem ta tàn sát các ngươi như thế nào nè. Thạch Hạo nói nhỏ, lúc này nó từ từ đứng lên, đẩy mạnh áp lực mênh mông đang đè ép kia, thân thể cháy hừng hực thần diễm tỏa ra. Nó cứ như đang cõng một ngọn núi từ từ đứng dậy vậy mơ hồ, nó tựa như côn bằng cõng lấy trời xanh, đó chính là do hy quang hình thành nên, cùng chồng chéo với nó. Quần hùng đứng xem nghi ngờ không thôi. Giết, thạch hạo hét lên, động tác càng ngày càng nhanh, đóa hoa bạch ngân kia tuy mạnh thế nhưng cũng không cách nào áp chế được nó. Nó đã có thể chậm chạp cử động. Nói cho cùng, đó cũng chỉ là một pháp khí nổi danh mà thôi, cũng không phải là trí bảo thật sự, ở nơi này đều phải tuân thủ theo lực lượng quy tắc uy năng bị áp chế đôi phần ẩm thạch hạo bùng phát cứ như là một con quái vật khổng lồ xuất thế thần quang cả người tăng vọt lập tức phá tan trời cao khiến cho mọi người khắp nơi đều run lên nó một quyền đánh tới liên miên lông chim màu vàng bay lượn đó chính là lông côn bằng đi kèm là sức mạnh vô địch đối diện tất cả đám người đang xếp bằng kia đều giật nảy mình bọn họ bị một luồng sức mạnh cực lớn chấn cho bay ra sau không thể nào ra trì được bí bảo kia nữa mà tên cường giả bạch ngân đang ra tay kia tự nhiên sẽ không thể nào địch lại nổi hắn ta bị gió mạnh thổi bay rồi dựa theo lực này ra sức bỏ chạy hắn biết khó có thể chấn áp được đối phương tuyệt đối không địch lại được giữa trời lông chim màu vàng bay lượn vô cùng vô tận tất cả hóa thành một màn mưa ánh sáng bùng phát ra gợn sóng mênh mông chỉ trong nháy mắt đã bao phủ hắn lại rồi kéo về nơi đây ẩm thạch hạo nhấn nhẹ một cái miệng của tên cường giả tộc Bạch Ngân này phun ra ngân huyết, thân thể thiếu chút nữa đã nổ tung, té nhào trên mặt tế đàn không cách nào động đậy nổi. Đi, mà mấy người khác cũng hét lên. Không chế đóa hoa màu bạc ấy bao bọc lại mọi người rồi trốn đi. Nhưng mà nắm đấm màu vàng ở phía sau đập tới ẩm bí bảo bị chấn mạnh. Lập tức có hai người bị chấn cho ngã xuống rồi bị tóm gọn. Cường giả tộc Bạch Ngân mang theo bảo cụ đầy danh tiếng đi tới thế nhưng hoàn toàn đại bại ba người bị chấn áp. Sau đó, càng nhiều người chạy tới hơn, tất cả đều muốn nhìn tận mắt tên đại hung hạ giới này, cho nên không thể không xảy ra chiến đấu. Tuy rằng đại đa số người rất cẩn thận thế nhưng cũng không thiếu đám thiên tài tự phụ. Kết quả là, đại hung hao thiên càng ngày càng hung, trấn áp một đám cao thủ vứt lên trên đài đồng thao. Người của tộc Cự Thạch tới rồi, thành âm ầm ầm truyền tới, là một nhóm thạch nhân sao to lớn tới trăm trượng, chỉ cần giơ tay nhấc chân thì cũng đã tạo ra lực lớn vô cùng rồi bọn họ chảy máu của sơn thần hơi tí là có thể chuyển sơn rời lĩnh rồi sao người bằng đá thạch hạo lập tức ném đả thần thạch ra ngoài hự hự kết quả đả thần thạch cắn bậy cắn bạ đá vụn bay tứ tung không ngừng uống cạn tinh hoa sơn thần cắn nuốt với tốc độ cực nhanh tuy như thế không cách nào giết chết người của tộc cự nhân thế nhưng cũng đủ khiến bọn chúng đại thương nguyên khí rồi chính xác món nợ này sẽ tính lên đầu thạch hạo sau khi truyền ra ngoại giới chỉ một mình nó ăn tới hơn trăm hậu đại của sơn thần khiến hung danh của nó càng thịnh tiếng rối loạn truyền tới một tên sinh linh cả người đều là vảy màu vàng kim trên lưng là cặp cánh thần nơi chán lại có một con mắt dọc khí tức mạnh mẽ bức người việc này khiến mọi người thốt lên rất nhiều người hưng phấn sau đó là vội vàng di truyền người của linh tộc đã tới hắn chính là bảo đệ sao của chân cổ thiên phú kinh người có danh xưng là linh vương sao em ruột Linh tộc là một tộc lớn siêu cấp có rất nhiều chi mạch hình thái khác nhau, mạnh mẽ vô cùng. Trần cổ, được xưng là thần nhân ngút trời, lúc sinh ra thì có dị lượng, tay trái nắm một chiến mâu do máu ngưng tụ lại hóa thành, là một sơ đại thật sự, được xưng là có thể đâm đùng tất cả. Là trí tôn trẻ tuổi của linh tộc, gào, trần lôn sao hét lớn, máu tóc màu vàng dựng thẳng, cũng trong lúc đó, cặp cánh màu vàng sau lưng cứ như là dao sắt chém về trước. Đi di, vãi cả chân lôn lồn nó, âm thanh leng keng điếc tay, nơi đây đạo văn hiện lên, ký hiệu dày đặc tia chớp đan dệt bàn tay của thạch hạo liên tiếp đánh ra chống lại với cặp cánh màu vàng kia. Chỉ trong nháy mắt hai bên đã va chạm tới mấy chục lần, tiếng xét điếc tai tia chớp màu vàng đan dệt. Hai bên cứ như là hai vị thần đang đại chiến vậy. Xoẹt, con mắt dọc nơi mi tâm của chân lôn phút chốc mở ra, một chùm sáng năm màu được đan dệt từ phủ văn bay ra. Thanh âm đại đạo chấn động hồn phách người khác trong cự ly ngắn như thế, bất luận là người nào cũng khó mà tránh được. Thạch hạo giơ hai tay lên, cứ như là phượng hoàng bay lượn. Đó chính là thức thứ nhất của bảo thuật chân hoàng, một đôi tiên sĩ sao đỏ rực ngang trời cao, dục hỏa trùng sinh chặn ở phía trước người, sao cánh chim. Phù văn năm màu bên trong mắt dọc ấy đều đánh lên cánh phượng hoàng, đốm lửa bắn tứ tung, tiếng bu ong bu ong vang vọng, cứ như là một khúc thanh âm của đại đạo vang lên, rất nhiều người run rẩy Không thể nào chịu nổi áp bức này là màn đối quyết kinh người. Mắt dọc lu mờ, ánh sáng thối lui, cánh chân Hoàng Dương ra va chạm liên hồi với đôi cánh màu vàng của đối phương. Ẩm, chỉ trong nháy mắt cánh côn bằng ở phía sau chợt hiện lên kích cho cặp cánh màu vàng của chân lôn đầm đìa máu tươi, bức cho gã không ngừng lùi về sau. Ta ngâm mình trong kim cương trì của Tây Phương giáo tới 49 ngày, được ban thưởng thân thể bất hoại, vậy mà không ngờ bị công phá. Chân lôn khẽ nói, vô cùng khiếp sợ với thân thể của Thạch Hảo đúng lúc này tay trái của hắn phát sáng một chùm sáng đỏ đậm ngưng tụ thành hình đó là một thanh mâu từ từ nhô lên trong lòng bàn tay của hắn uy năng vô lượng sao lại như vậy không phải nói chân cổ mới là sơ đại sao chiến mâu được hình thành do ngưng tụ máu lại có thể đâm thủng tất cả thứ ngăn cản hắn là em ruột cũng có năng lực này tất cả mọi người đều hoảng sợ rất nhiều người trợn tròn hai mắt không thể nào tin nhìn về phía trước xòe ánh tím ngút trời chỉ trong giây lát toàn bộ màu sắc đều lu mờ trong thiên địa chỉ còn sót lại một cây chiến mâu màu máu tuy rằng chỉ dài một mét là nhô lên từ trong lòng bàn tay của chân lôn thế nhưng ánh đỏ chói mắt chiếu sáng bất diệt cùng tồn tại với thiên địa này mọi người nhắm chặt hai mắt quá trói cơ bản không thể nhìn thẳng vào được trận chém giết này vô cùng kịch liệt sau đó ánh đỏ thu lại mọi người mới có thể nhìn thấy tình cảnh nơi ấy tay phải của thạch hạo đang chảy máu vết thương vô cùng đáng sợ lấp lánh ánh đỏ suýt chút nữa đã xuyên thủng lòng bàn tay đó là vết tích do chiến mâu ngưng huyết kia để lại thật mạnh không thẹn với trong truyền thuyết rất nhiều người kinh ngạc thể hình của chân lôn cao to cả người tỏa ra kim quang cánh thần sau lưng không hề nhúc nhích hùng dũng như núi lớn khí tức ép người đây chính là thần thông của sơ đại linh tộc à quả nhiên lợi hại có thể đâm thủng được cơ thể ta Thạch Hạo lẩm bẩm, "Không, chiến màu ngưng huyết của ta không cách nào sánh vai với sư huynh ta được, uy thế kém xa." Trần Lôn vừa nói vừa rút lui, trong cơ thể phát ra tiếng vang giòn giã. Xương cố đã xuất hiện vết rạn nứt, hơn nữa, mỗi lần lùi một bước là hắn lại phun ra một ngụm máu, hiển nhiên đã bị thương nặng. Vậy thì xin hãy truyền lời tới vị huynh trưởng của ngươi nói là ta muốn lĩnh giáo một phen thanh trí tôn mâu cộng sinh với cánh tay trái được xưng là có thể đâm thủng tất cả ấy hỏng mở mang kiến thức. Thạch hạo nói, chân lô này không có vênh váo háu đá. Hơn nữa lại đại chiến lâu với nó như thế, chống đỡ hơn trăm hiệp, nó rất mong chờ tên sơ đại thật sự của linh tộc kia. Được ta sẽ truyền lời lại. Chân lôn xoay người rời đi. Ẩm, đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời truyền tới cửa hoàng kim kia bùng phát ra gợn sóng kinh khủng chấn động mọi người. Lúc này rất nhiều người ngã quỳ trên mặt đất bị một luồng uy thế cực lớn bao phủ khó mà đứng thẳng được tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Sau đó, một vầng mặt trời màu vàng bay tới, vô cùng chói mắt, mênh mông cứ như là ý chí vũ trụ giáng lâm vậy, chấn áp về thạch hảo. Đây là, rất nhiều người kêu to. Bên trong mặt trời màu vàng đầy huy hoàng chói mắt, không gì sánh được này có một bóng người đang xếp bằng, cứ như là thần vương cao cao tại thượng, toàn thân lấp lánh chói mắt hai con mắt của hắn nhắm hờ toàn bộ ánh sáng đều phát ra từ người hắn. Mặt trời lớn ép xuống, hắn vẫn khoanh chân bất động, cứ thế chân áp thân thể thạch hảo. Đây là một sơ đại thuộc về bộ tộc nào? Có người kêu to, loại sức mạnh này chỉ có cấp độ trí tôn trẻ tuổi thì mới có thể nắm giữ được. Đàn đồng tước không dừng run rẩy, gió to trong hư không thổi vù vù cứ như là một bức tranh bị rách nát không ngừng run. Lên! lúc nào cũng có thể giải thể đây là một đại thế vô địch thế gian này tựa như không có bất cứ thứ nào có thể cản được người này hai hàng lông mày của thạch hạo dựng thẳng tên vừa tới này quá tự phụ và ngang ngược chỉ ngồi yên khoanh chân và ép xuống hồn nhiên không để nó vào trong mắt xòe thạch hạo một tay chỉ trời kiếm khí huy hoàng vọt thẳng lên đó chính là kiếm ý đã vượt qua mọi sự lý giải của sinh linh bình thường to lớn và cuồn cuộn như là núi lớn mênh mông cắt ngang cổ kim trong hư không tên kia vẫn nhắm chặt mắt tư thế vẫn như cũ tên này kiêu ngạo cỡ nào một vầng mặt trời màu vàng vắt ngang trời một chàng trai ngồi xếp bằng ở bên trong cứ thế mà hạ xuống dưới sừng sững và thần thánh trấn áp thạch hảo mặt trời lấp lánh ầm ầm nổ vang phù văn màu vàng buông xuống khí thế bất hủ phóng thích từng luồng khí thế này cứ như là thác nước thần buông xuống từ không trung vậy lúc này kiếm khí va chạm với thác nước thần nơi đây bị kiếm ý cùng với mặt trời màu vàng bao phủ lấp lánh và hừng hực khiến người khác không cách nào nhìn thẳng được tất cả mọi người đều nhắm chặt hai mắt khóe mắt của một vài cường giả còn chảy máu tươi ánh sáng trói lọi như vậy đã thương tồn tới bọn họ công kích đầy mạnh mẽ và ác liệt này khiến linh hồn người khác run rẩy ẩm thiên địa cộng hưởng không ngừng nổ vang kiếm khí như cầu vồng đâm thủng trời cao mà vầng Thái Dương thần thánh kia, ánh kim quang lấp lánh cứ như là ngoài khơi bay vào, chấn phá bầu trời. Cuộc tỷ thí này vô cùng kịch liệt và thô bạo, mạnh mẽ tới mức người thường không cách nào mở mắt quan chiến được chiến ý của hai cường giả vọt lên cứ như là ngọn núi lớn cao cao không thể với tới, thần uy như ngục. Ẩm, lại là tiếng nổ lớn, ánh sáng rực rỡ tản ra, cảnh vật trong thiên địa từ từ hiện ra, tất cả mọi người cũng đã có thể mở mắt được rồi. Thạch Hạo đứng ở trên đài đồng thao tay áo tung bay, tĩnh như sử nữ sao sao gái còn tơ rinh hay còn gọi là gái tơ mà trên không trung mặt trời sáng trói thần thánh không thể xâm phạm dáng vẻ của chàng trai ấy trang nghiêm vẫn ngồi xếp bằng bên trong tóc tím rối tung mắt vẫn nhắm như phật đà dáng thế vậy đòn đánh này không thể nhìn ra ai thắng ai bại hai người vẫn duy trì tư thế vốn có vẫn đứng đối lập nhau hắn là ai đây là nghi vấn của rất nhiều người cảm thấy vô cùng khiếp sợ người tới cao cao tại thượng ánh sáng thần thánh chiếu khắp nơi tựa như là một thần vương vô thượng hạ giới vậy loại phong thái này đương đại hiếm thấy tuyệt đối là một vị trí tôn trẻ tuổi trong cơ thể sinh cơ cuồn cuộn bao hàm pháp lực vô thượng ta biết rồi hắn đến từ tộc hỏa kim là một cây thần đăng có người run giọng nói đã nhận ra được thân phận của người tới tộc hỏa kim ăn hỏa nuốt kim lấy các loại hỏa diễm và kim loại làm thức ăn, là một chủng tộc vô cùng đặc biệt. Tộc này có hình thể bất định, có thần đằng, có đại thụ, còn có cả hình người và hình thú. Không ngờ là hắn đằng nhất là trí tôn trẻ tuổi của tộc hỏa kim, là vị sơ đại mới quật khởi vài năm trở lại đây, được xưng là bất bại, quét ngang 10 vạn thánh sơn. Đánh bại cường giả khắp nơi. Mười vạn thánh sơn, đó cũng là một châu, núi cao vô cùng, núi lớn khắp nơi, trong thánh sơn có mười vạn ngọn núi, đó là vùng nguyên thủy và rậm rạp đằng nhất. Một kỳ tài cái thế, cách gọi khác là vô địch do một cây hỏa kim đằng hóa thành người thần tư ngút trời, đánh đâu thắng đó, mặc dù tuổi không lớn thế nhưng lại có phong thái vô thường. Tộc hỏa kim, nếu nói ở thời này thì cũng không phải là đại tộc gì thế nhưng lại xuất hiện một đằng nhất tuyệt diễm cỡ này, thần thánh và mạnh mẽ. Chưa bao giờ bị bại. Sau khi nói ra thân phận của đằng nhất thì ai nấy đều giật mình, không ai không kinh hãi, nhìn về phía gã với ánh không thể nào tin nổi. Không ngờ gã lại giáng lâm nơi đây. Hắn cũng không phải là người của Thiên Tiên Châu, vậy sao tới được đây? Mọi người nghi ngờ cộng với kính nể, thế nhưng tràn đầy nghi vấn. Linh giới đối xứng với thế giới hiện thực khoảng cách giữa 10 vạn thánh sơn với Thiên Tiên Châu vô cùng xa xôi, hắn sao tới đây được? Tu sĩ bình thường cần phải đi mấy năm liên tục thì mới có thể tới được. Nuốt kim ăn hỏa thật là kỳ diệu, còn là một cây đằng sao, là sinh linh của tộc Hỏa Kim. Thạch Hạo tự nói nó đã nghe được mọi người nghị luận về hắn sao cây dây leo người rất mạnh ngoài dự liệu của ta đằng nhất mở miệng hắn được mặt trời màu vàng bao phủ ngồi xếp bằng trong hư không uy nghiêm thành thần thánh chẳng hề có chút khí tức của cây đằng nào cả cứ như là thần là phật vậy hắn là một cây hỏa kim đằng đã tu ra thân thể từ lâu thần giác của người mạnh mẽ có thể nhận biết được trong cơ thể ấy có một luồng tinh lực cuồn cuộn như biển vô cùng mênh mông ẩn mình trong máu thịt một khi bùng phát thì chắc chắn sẽ chấn thế. Hắn mặc dù tuổi không lớn thế nhưng đã là một trong những người hộ đạo của tộc Hỏa Kim. Hiển nhiên, thân phận của đằng nhất rất là siêu nhiên. Có sinh linh từ hạ giới leo lên đàn đồng tước. Ta cố ý tới đây để hàng phục bảo vệ thánh sơn của ta. Đằng nhất mở miệng, hắn không nhiều lớn, hắn tới là để chấn áp thạch hạo rồi bắt về để bảo vệ sơn môn cho mình. Ngang tàn. Thạch Hạo chỉ nói hai chữ, tên này thần thánh và siêu nhiên thế nhưng cũng vô cùng tự phụ và ngang ngược dám nói những lời này. Vù, hư không vặn vẹo phát ra âm thanh khe khẽ, đằng nhất chuyển động, hai tay kết ấn, tay trái nắm thần nguyệt tay phải nắm đại nhật chân áp về trước. Lúc này ánh sáng vạn trượng, lấp lánh vô tận. Thần ấn nhật nguyệt đây chính là bảo thuật cổ xưa được truyền lưu lâu đời, không biết là do tộc nào khai sáng ra thế nhưng tới hiện giờ sinh linh có thể hiểu hoàn toàn áo nghĩ thì hiếm như lá mùa thu vậy. Lúc này, đằng nhất tái hiện ra môn bảo thuật này lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người, ai nấy đề run lầy bẩy. Miệng khó có thể mở ra, cảm giác như núi cao vô tận đang đè xuống, gần như thở không được. Ẩm, tay trái của hắn bắt ấn giống như là thần nguyệt xiết về trước. Thạch Hạo không sợ tóc đen phấp phới, khí thế cả người tăng vọt cứ như là một vị thần ma ngạo thị thiên địa, tay trái lấp lánh ánh đen, lòng bàn tay thì hiện lên một dấu ấn hình côn ngư. Tiếng ẩm vang lên, nó nghênh tiếp chiêu đang tới, hai trưởng va nhau, nguyệt quang đầy trời, vô cùng nhu hòa, sau đó là đại dương màu đen ngập trời rửa sạch minh nguyệt. Giờ phút này, đây cứ như là kỳ cảnh thiên địa chấn động lòng người sau đó ánh sáng hung hăng tản ra tay phải của đằng nhất hóa thành một vầng thái dương đỏ chót đập mạnh xuống ánh sáng chói mắt lan tỏa tịnh hóa mỗi một tất trong không gian thạch hạo lấy cứng đối cứng tóc đen bay lượn ở phía sau bàn tay phải phập phồng hiện lên một dấu ấn chim bằng hào quang vàng óng tỏa ra đánh giết về trời cao lúc này bầu trời run rẩy tựa như bị xuyên thủng đầu đầu cũng có khí dương cương ánh sáng chói mắt soi sáng mỗi góc mỗi hướng vô cùng vô tận vù một tiếng, vào thời khắc mấy chốt. Đàn đồng tước phát sáng, một con cổ tước bay lên, đó là do phù văn biến thành không ngừng dương cánh kích thiên, phong ấn vùng hư không này lại. Khiến cho năng lượng bên trong không thể lan tràn ra ngoài, nếu không những người khác chắc chắn sẽ gặp nguy ngay. Nhật nguyệt giữa trời, thiên địa xoay chuyển đẳng nhất miệng tụng kinh văn, thần thánh hoàn mỹ, dáng vẻ trang nghiêm. Hai tay của hắn nắm chặt thần ấn nhật nguyệt thiên địa lật úp trong hư không hiện lên vô số ngôi sao đồng thời giáng lâm xuống từng ngôi từng ngôi óng ánh trói mắt chân áp về phía thạch hảo thạch hảo trở nên nghiêm túc hai tay từ từ hợp lại với nhau sau đó vẫy mạnh tối tăm cùng với sáng sủa đối lập nhau âm và dương hỗ trợ mà phân chia cảnh tượng kinh thế giờ phút này đang hợp nhất giống như là khai thiên tích địa vậy âm thanh phốc phốc không ngừng truyền tới nhật nguyệt trong hư không lờ mờ sao trời rơi lã chã không ngừng bị phá nát là dị tượng tuy không phải là các ngôi sao thật sự thế nhưng cũng vô cùng đáng sợ đó là sự đối kháng của pháp lực xung kích của quy tắc trật tự là một hồi long tranh hổ đấu thạch hạo ngạo nghễ đây là một đại địch khó gặp nó không khỏi thay đổi sắc mặt tuy rằng có thể xuyên thủng thần ấn nhật nguyệt thế nhưng vẫn không thể nào giết hạ được đối phương đằng nhất vẫn siêu nhiên như trước vẫn ngồi xếp bằng trong hư không được vầng thái dương bao phủ thần thánh và uy nghiêm hai mắt nhắm nghiền hai tay đồng thời kết ấn giờ cao quá đỉnh đầu giống như là một bảo bình vậy sao sao chiếc bình quý đó là một bảo bảo bình thật sự đang không ngừng ngưng tụ thành hình giữa hai tay hắn toàn thân chiếc bình đỏ chót lấp lánh rực rỡ ánh đỏ ngập trời miệng bình phun ra từng làn hỏa vụ nhằm về thạch hảo hỏa kim bảo bình ấn rất nhiều người kinh ngạc thốt lên ai nấy đều biến sắc sớm đã nghe qua thần thông này Tộc Hỏa Kim hiện nay tuy không phải là tộc mạnh mẽ, nhân số cũng rất ít thế nhưng thời Thái Cổ lại mạnh mẽ tuyệt đối, được xưng là một trong thập đại chủng tộc. Uy chấn thượng giới, thời đại đó, tộc này tìm hiểu rất nhiều pháp quyết hỗn hợp của các tộc rồi khai sáng ra Hỏa Kim Bảo Bình Ấn, có khả năng đoạt tạo hóa thiên địa, khó có thể nói hết công dụng. Vàng dội cổ kim, chỉ là với sự xa suốt từ từ của tộc này, pháp môn này từ từ thất truyền, cho tới đời này thì mới có thể tu thành mọi người không ngờ rằng, hôm nay lại lần nữa được nhìn thấy, hoàn toàn giống với sự miêu tả trong cốt thư, tay nắm bảo bình, dơ lên quá đỉnh đầu, thôn nạp khí hồng hoang vũ trụ, uy năng cái thế. Sao có khả năng này cứ, không phải đã thất truyền sao, hắn mới bao nhiêu tuổi, không ngờ lại có thể tái hiện lại môn bảo thuật vô địch này. Mọi người đờ ra, trốn ở bên ngoài chiến trường đã phong ấn kia thì mới có thể mở miệng được. Chứ nếu không có sự phong ấn không gian của đàn đồng tước kia thì sớm đã sụi lơ trên đất rồi. Đằng nhất giơ hai tay quá đỉnh đầu, ngưng tụ bảo bình. dáng đỏ ngút trời nhằm về phía thạch hạo. Thạch hạo như gặp đại địch trận chiến này vô cùng nguy hiểm, nó cảm thấy một luồng nguy cơ, người này tuy tự phụ thế nhưng lại có tiền vốn. dáng vẻ mạnh mẽ như vậy cũng không phải là cố ý thể hiện ra mà là nhằm vào bản tâm, là sự thể hiện của chân ngã, cho nên hắn mới tự tin như thế toàn thân thạch hạo bán ra hy quang, vận chuyển pháp môn côn bằng, có thể thấy được từng con côn bằng dài không quá một tất đang lưu chuyển bên ngoài thân thể nó. Và rồi từ từ ngưng tụ ở lòng bàn tay. Thạch hạo một tay chỉ trời, một tay chỉ đất lập tức bùng nổ ra hai khí âm dương, đây là sức mạnh bản nguyên nhất, hai khí xoay chuyển, uốn lượn cứ như muốn diệt thế vậy. Ẩm, đằng nhất chuyển động, hai tay hơi run lên, ở trên đầu bảo bình phát sáng, phù văn dày đặc, phù quang vô lượng dâng lên, toàn bộ xung kích về phá thạch hảo. Thần hỏa nam ly, che ngợp bầu trời. Một con hỏa thước bay lượn phát ra tiếng kêu lớn, tinh sợ các tộc. Tình hỏa thái dương, một con kim ô dương cánh, khí hoàng kim tràn ngập ba châm liệt thiên địa. Vô giết về phía thạch hảo niết bàn sinh hỏa sôi trào và bốc cháy ánh sáng trói mắt một con chân hoàng hiện ra cánh chim xinh đẹp dục hỏa trùng sinh càng ngày càng mạnh cuồn cuộn thiên uy đánh tới chỉ trong nháy mắt bảo bình trên đầu đằng nhất chấn động rồi phun trào nhiều loại thiên hỏa tất cả đều là đứng đầu của một lĩnh vực nào đó kinh khủng vô biên muốn đốt sạch toàn bộ thứ trên thế gian tất cả mọi người đều ngây dại thần thông này đáng sợ tới mức nào hỏa kim bảo bình ấn là một thần thông có ẩn chứa một lượng áo nghĩa nhất định của các đại cường tộc được cho là cái thế trong lòng thạch hạo chấn động hai mắt như thần đăng ánh sáng khiếp người hai tay nó vùng vẫy hai khí âm dương cuồn cuộn kích về trước nó đã gặp phải đại địch nó nhất định phải ứng phó toàn lực nếu không chỉ cần mắc một sai lầm nhỏ thì sẽ chết ở nơi đây đối thủ quá mạnh mẽ Hỏa tước múa trời cao, thần hỏa nam ly bầu bạn bên dưới, từ từ đáp xuống, mạnh mẽ kinh người. Thạch hạo giơ tay, âm khí cuồn cuộn, chỉ về phía đầu lâu của hỏa tước, hai bên phủ văn tỏa ra. Hàng trăm hàng ngàn sợi, giỏi sáng nhân gian. Kim ô kêu to, bản thân như thiên đế, cánh hoàng kim như thiên đao chém mạnh xuống, ba chân càng sắc bén hơn vô thẳng về thiên linh cái của thạch hạo, tàn nhẫn vô tình, đi kèm là tinh hỏa thái dương tay trái của thạch hạo chấn động, lòng bàn tay lấp lánh phủ văn màu vàng đập vỡ nát hỏa tinh thái dương, đồng thời đánh về phía không trung. Bằng trưởng giang rộng va chạm với cánh kim ô vang lên những tiếng len keng. Trần Hoàng giáng lâm, mang theo áo nghĩa sinh tử, niết bàn mà tới, vồ giết về thạch hạo, hai cánh dương ra, loạn thiên động địa. Thạch hạo há miệng hét lớn một tiếng, tinh khí dâng lên. Hai khí âm dương cùng nổi tiêu diệt Trần hoàng. Chấm. Nơi đây sôi trào, hàng loạt thiên hỏa giáng lâm. Thiên hỏa giáng thế, chim thần tấn công, vẻ ác liệt tới mức nào chứ ai có thể so tài. Ngày xưa tộc hỏa kim được xưng là một trong thập đại chủng tộc tập hợp rất nhiều áo nghĩa của các tộc rồi khai sáng ra thần thông chấn giáo này, mạnh mẽ không gì sánh được. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là đạt được một bộ phận áo nghĩa của các tộc mà thôi, nếu không môn bảo thuật này đã có thể nghịch thiên trở thành số một trên thế gian này rồi. Dù như thế, bảo bình vừa ra thì có thể quét đương đại, chỉ có vài môn bảo thuật mới có thể chống đỡ được, nó dựa trên đủ loại trào lưu học thuật để hình thành và mở ra lối riêng của mình. Đoạt tạo hóa nhân gian cũng chính như Thạch Hảo, đạt được bảo thuật côn bằng hoàn chỉnh không hề thiếu sót, đây là truyền thừa của đại hung cổ xưa. Côn bằng là một trong những hung cầm mạnh nhất trong thiên địa thì mới có thể đối kháng lại kỳ thuật như thế kia. Thời khắc này, chém giết kịch liệt xuất hiện, chim thần giữa hai bên hí dài, bảo quang vô số, nhằm tẳng về bốn phương tám hướng, đây mới thật sự là quyết đấu đỉnh cao. Từ sau khi chiến một trận với trùng đồng giả thì Thạch Hạo rất ít khi sử dụng loại bảo thuật này, nó dùng hết khả năng, ra sức chém giết, nó bay lên trời cao. Tay nắm ấn côn bằng chém về đằng nhất trong vầng thái dương kia. Vù, sau một khắc thái dương chấn động, không ngừng nổ vang, đằng nhất ngồi xếp bằng bên trong phút chốc chấn động toàn thân ngập tràn ánh lửa. Nó không hề nghĩ tới thạch hạo lại mạnh mẽ như thế. Lại càng áp bức giết tới bên cạnh mình, nguyên vốn rằng hắn muốn bắt tên đại hung này tới thủ sơn môn, bây giờ xem ra độ khó rất là lớn. Ở một tiếng, hai tay hắn kết ra bảo bình càng lớn hơn. Đỏ tia bóng loáng, ánh lửa phun ra càng kinh khủng hơn trước. Ồ! Thạch Hạo giết tới gần thế nhưng cảm thấy có gì đó là lạ, Chu Tước Kim Ô chân hoàng. Đều không có trọn vẹn, cũng có nghĩa là áo nghĩa các tộc có khuyết không hoàn chỉnh, lúc này đã hiển lộ ra ngoài. Đây là bí mật không nên lộ ra mới đúng. Đằng nhất hà tất lại khai triển tàn thuật của các tộc chứ, để kẻ địch ngắm cho vui à sau một khắc, nó hiểu ngay, hòa tước kim ô chân hoàng. Đều đang va chạm với nhau, ánh lửa ấy lập tức nhấn chìm thiên địa miễn cưỡng đánh bay thạch hạo lui lại. Quá hung hiểm, quá điên cuồng, mấy con chim thần đồng quy vu tận. Sức mạnh tỏa ra chấn cho khóe miệng Thạch Hạo ứa máu, nhận phải thương thế. Cùng lúc đó, mấy con chim thần vừa chết đi kia lập tức thay đổi màu sắc của ánh lửa, đầu tiên là đen ngòm, sau đó tím sẫm, cuối cùng là y như máu, biến hóa yêu tà khiếp người. Không có chim thần, chỉ còn lại hỏa diễm thuần túy nhất cứ như máu đang chảy xuôi nhằm về phía Thạch Hạo, khí thế ấy khiến cho nó khiếp sợ. Nghiệp hỏa có người hét lớn sắc mặt trắng bệch vô cùng khiếp sợ lòng người đều có ác niệm nghiệp hỏa có thể đốt cháy các loại lỗi lầm trên thế gian tịnh hóa toàn bộ lệ khí biến mọi tội ác về trong hư vô cũng không phải nói rằng nghiệp hỏa mạnh mẽ hơn thần hỏa nam ly hay là kim ô hỏa chỉ là độ công kích của nó quá mạnh mẽ chiến trường quyết đấu của nó là ác niệm của lòng người hơi một tí là khiến người ta hình thần đều diệt đáng sợ cực kỳ ánh sáng đỏ ao mang theo luồng tà khí kèm theo là sóng sức mạnh kỳ lạ trong nháy mắt đã bao phủ lấy nơi thạch hạo đang đứng thiên địa trở nên đỏ chót. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Ai nấy đều biết tên đại hung hạo thiên này đã xong đời, đối phó với ngọn lửa này thì chỉ có đường né tránh, không thể để dính vào người. Ẩm, ừ, nhưng mà kết quả lại khiến người ta giật nảy mình. Nơi đó sôi trào, bùng phát ra khí thế kinh khủng, có thể nhìn thấy được một bóng người như ma thần đang kéo dài thân thể ra. Thạch hạo hai tay chuyển động, một tay chỉ trời một tay chỉ đất, phân biệt tỏa ra hai khí âm dương. Hai khí này bao phủ lấy cơ thể nó rồi hóa thành một bộ thần y âm dương khoác trên người. Đầy tựa như là y phục của đại đảo, bao phục lấy cơ thể nó, khiến cho nó vạn pháp không dính luồng nghiệp hỏa kia càng không thể áp sát tới không cách nào đốt cháy hình và thần của nó được cùng lúc đó thạch hạo tung người lên trời cao thật sự rất nhanh nằm ấn côn bằng lần nữa oanh kích về thái dương màu vàng trên cao kia chém thẳng về phía đại địch bất thế ấy vù đại nhật màu vàng bị nó đập vỡ tan thế tấn như lôi đình cánh tay phải như thiên kiếm quét ngang về cái cổ của đằng nhất còn tay trái thì hướng về mi tâm muốn giết chết nguyên thần của hắn Đằng nhất toàn thân là lửa, hai tay hắn bắt ấn thành bảo bình vẫn còn dơ trên quá đầu. Lúc này nhanh chóng ép xuống chống lại một đòn mạnh nhất của thạch hạo. Ẩm, bảo bình ngăn cả trước người, hình thành nên một màn ánh sáng ngăn trở thế công kích của đối phương. Chiêng, tiếng rung truyền tới tay trái của thạch hạo điểm lên trên bảo bình, thanh âm chua chát truyền vào lòng người chứ không phải vào tay, khiến linh hồn rất nhiều người rung động. Gần như hồn phách xuất khiếu bảo bình màu đỏ chót kia từ từ lu mờ thần hỏa thu lại run rẩy kích liệt một tay khác của thạch hạo chém xuống miễn cưỡng đánh văng chiếc bảo bình này ra hầu như đang ngay trên cổ của đằng nhất kim quang lóe lên rồi biến mất máu tươi bay ra cả người đằng nhất tỏa ra ánh lửa thân thể nhanh chóng lướt ngang một vầng đại nhật đã vỡ tan bao quanh hắn lùi ra trăm trường Mọi người thấy thế thì hãi hùng khiếp vía, biến hóa của trận chiến này quá nhanh, ký hiệu giữa hai người trở nên dày đặc bảo thuật tỏa ra một loạt đối kích xuất hiện khiến người ta hoa mắt chóng mặt đến cùng ai bại mọi người đều nín thở thạch hạo đứng yên tại chỗ trên người mặc y phục đại đạo được tạo thành từ hai khí âm dương liếm liếm giọt máu nơi khóe miệng trên người phát sáng bắt đầu điều trị thương thế mà bên khác một vầng đại nhật màu vàng hiện lên đằng nhất không còn ngồi xếp bằng nữa mà thay vào đó là đứng yên nơi cổ máu chảy ào ào vết thương vô cùng đáng sợ suýt chút nữa đã đứt lìa ra luôn hắn vung tay vết thương khép lại cả người bắt đầu phát sáng và điều trị bản thân ai cũng đều bị thương ai mạnh ai yếu hiện tại vẫn chưa thể kết luận được thạch hạo tóc đen bay lượn khôi phục lại vẻ bình tĩnh cứ như là một vị trích tiên trên người lưu truyền hái khí âm dương lần này nó chủ động công kích từng bước ép sát tới muốn giết chết tên đối diện ẩm tia điện ngập trời trước người hay là sau lưng đều không ít hơn trăm con toan nghê mỗi một con to lớn như núi đè ép cả hư không toàn bộ toàn nghê đều rít gào thôn thổ tia điện, trên thực tế chúng đều do tia chấp biến thành, vào lúc này diễn biến thành biển lôi đình đi kèm là từng ngôi sao sáng, gào thét nhấn chìm về trước. Vạn pháp đều lui, đằng nhất quát khẽ, hắn bước đi trong hư không, phía sau hiện ra một cây đằng, còn như là được ngưng tự từ ánh vàng, sáng chói rực rỡ, nhẹ nhàng chấn động. Hình thành ánh lửa vô lượng bảo vệ bản thân mà đại nhật bao phủ hắn được tạo thành do hoàng kim hòa tỏa ra từ cây đằng này ngăn cách bảo thuật siêu nhiên trên đời nó dựa vào cây đằng này tỏa ra ánh lửa hình thành nên một chàng vực chặn lại vô số tia chớp hai bên lấp lóe ký hiệu sau đó là diệt vong một hồi đại đối quyết vừa kết thúc cùng lúc này đằng nhất hai tay lại kết ấn vẫn là hình thành bảo bình như trước nhưng mà lần này không phải màu đỏ chót nữa mà là màu bạch kim trói mắt cứ như là kiếm khí ngang trời ngưng tự thành bình Hỏa Kim Bảo Bình ấn, tự nhiên được phân làm hỏa và kim, trước đây cũng chỉ là một thể trong áo nghĩa này mà thôi, hiện tại thể hiện ra chân nghĩa thứ hai. Trong lúc nhất thời nơi đây lại xuất hiện tiên quang vĩnh hằng, như là một thanh tiên kiếm xuất thế. Keng keng, kiếm khí thông thiên, bảo bình này như tiên kiếm bắn ra hàng nghìn hàng vạn tia kiếm khí bổ về trước nhấn chìm cả Thạch Hạo. Thạch Hạo biến sắc ấn tay một cái, hai khí âm dương xoay tròn hóa thành một tấm khiên ngăn cản lại ánh kiếm như đại dương kia mà bản thân nó lại đẩy mạnh tấm khiên sông về trước. Hỏa kim bảo bình vô lượng chảm, đằng nhất hét lớn, toàn thân tỏa ra thần mang, hắn cầm bảo bình trong tay nhằm ngay thạch hạo, khiến khí dâng lên như biển cực tốc sông về trước. Ẩm, trên người của thạch hạo vang lên âm thanh của tiếng sấm nổ y phục đại đạo phát sáng bảo vệ thân thể nó hai tay lại hợp lại khí âm dương dung hợp cùng nhau nói quát to một tiếng âm dương nghịch truyền lúc này trong hai tay của nó tỏa ra phù văn kinh người đó chính là sự phóng thích sau khi hai khí âm dương dung hợp làm một mơ hồ đi kèm là từng luồng khí hỗn độn mọi người thấy thế thì hít vào hơi khí lạnh hỗn độn chi âm dương hiện tại hai bên đảo ngược trở về nguyên thủy tuy rằng chỉ trong phút chốc thế nhưng thật sự rất kinh khủng nên biết thần thông của những chủng tộc khác chung quy lại cũng không phải là bảo thuật của chính mình bất luận là tu luyện tới một bước nào đi nữa thì rất khó mà vượt qua được cái vốn có của chủng tộc kia nhưng mà lúc này mọi người có một thể ngộ cảm thấy thạch hảo cũng chẳng hề thua kém với côn bằng thật sự nó đã hiểu được gần như là toàn bộ pháp môn này đạt tới cực cảnh keng giữa hai tay thạch hảo có phù văn bắn ra đi kèm là từng tia khí hỗn độn uy thế kinh người toàn bộ đánh lên trên bảo bình ấy tiếng vang điếc tai thời khắc này hai bên văng ngược lại bảo bình thì vỡ nát còn thạch hảo thì có những phù văn kỳ lạ lan tràn rồi sau đó từ từ biến mất hai người mỗi người đứng một phương mỗi người đều ngưng thần đề phòng mọi người kinh hãi, không ngờ lại kinh khủng như vậy, ngay cả đằng nhất cũng không thể nào chấn áp được tên đại hung hạo thiên ở hại giới này luôn sao. Nên biết rằng, đằng nhất uy chấn 10 vạn thánh sơn, vô địch một châu, chấn động tứ phương, từ khi xuất thế tới giờ chưa bao giờ bại trận, cũng chưa rơi vào thế hòa. Hiện tại, không ngờ lại gặp phải đại địch coi bộ rất là hiếm thấy. Dù kết quả của trận chiến này ra sao, chỉ bằng đại hung hạo thiên chiến mới đằng nhất tới một bước này thì cũng đủ chấn động linh giới rồi tên của nó chắc chắn sẽ truyền lưu ở thiên tiên châu, lan xa tới 10 vạn thánh sơn. Trong giây lát im áng này, thạch hạo vô cùng dũng mãnh lần nữa giết về trước quát lớn. Để ta cho ngươi nhìn thấy, trí tôn thuật của ngươi mạnh mẽ ra sao đi. Nó vô cùng mong chờ đối phương dùng thần thuật thiên phú của mình để quyết đấu. Nhìn xem thử cái gọi là sơ đại của thượng giới rốt cuộc mạnh tới cỡ này, dùng để kiểm nghiệm chân cốt của bản thân. Tại hạ giới, với thuật này nó coi như là vô địch mà cùng quý gia ầu với sơ đại của thượng giới, cũng không biết có thể áp chế hay không, có thể chiến thắng hay không. Phù văn của trí tôn cốt thai ngén ra chính là pháp thuật của chính bản thân thạch hảo, có thể phát huy tới cực mạnh mạnh nhất là phù hợp nhất với nó. Từ trước tới giờ ta không có cách nào triển khai trí tôn thuật. Đằng nhất than nhẹ, tràn ngập tiếc nuối, nói, hôm nay càng không thể dẫn ngươi về sơn môn rồi. Mọi người dùng mình. Trong chớp mắt liền hiểu được là do hắn dùng cấm pháp để tới linh giới, cho nên mới có thể từ 10 vạn đại sơn sao chạy tới thiên hạ châu sao sao này, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Thời gian quyết đấu đỉnh cao cũng có hạn, đi gì, sao, sao sao, bản gốc là như thế. Nhưng hình bên trên và mấy chương trước lại ghi là 10 vạn thánh sơn và thiên tiên châu. Không biết cái nào đúng cái nào sai, nên cứ để y nguyên của thằng Đông mất dịch này vậy, Thạch Hạo giận dữ. Nói, cần quái vậy làm gì? nó mong đợi nhất chính là quyết đấu trí tôn thuật. Dĩ nhiên không muốn kết thúc một cách nhanh chóng rồi không có thi triển ra thuật này. Nó rất khao khát đại chiến một lần, muốn kiểm nghiệm chân cốt của mình mạnh tới mức nào. Đằng nhất nghe thấy thế thì tức giận, lần đầu mở hai mắt kim quang khiếp người ai dám nói chuyện với hắn như thế chứ mọi người giật mình. Lúc đằng nhất mở mắt chính là muốn phóng thích trí tôn thuật phát huy ra thần uy sơ đại của mình thế nhưng hiện tại hắn có thể sử dụng sao? quả nhiên thân thể của hắn dần lu mờ không thể thi triển được vô dụng thế ngươi tới làm miệng gì nữa thạch hạo tức giận sau đó nói thôi thì nghiền ép ngươi vậy vù xương ngực của nó phát sáng ký hiệu thần bí tỏa ra lập tức quét chúng đằng nhất đằng nhất tức giận nguyên muốn rút lui thong dong rời khỏi ước định sau này lại chiến tiếp không nghĩ rằng lại bị đối phương ra tay thẳng thừng như vậy chỉ trong nháy mắt đằng nhất hóa thành một cây đằng, sau đó ầm ầm nổ tung hóa thành cho tàn. Mưa ánh sáng bay lên bay về trong môn phái hoàng kim. Mọi người khiếp sợ, đằng nhất thật sự bị nghiền ép, hóa thành cho tàn tiêu tán, tên đại hung này quả nhiên mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều biết nhân quả này đã kết quá lớn, tương lai sau này tự thân đằng nhất phải tới cùng quyết chiến sinh tử với nó, sẽ có một ngày đại đối quyết của trí tôn thuật. Lúc đó sẽ vô cùng kinh khủng. Đúng là mất hứng thạch hạo lầm bầm, khí thế mạnh mẽ nội liễm, hiện tại trông nó vô cùng thanh tú tựa như là con trẻ nhà hàng xóm không vừa ý thứ gì đó. Khiến người khác không biết nói gì nữa. Tới lúc này, mọi người mới phát hiện ra tựa hồ đã quên thứ gì đó, nó thật sự quá trẻ. Chỉ mới 15-16 tuổi nhưng khi muốn nhìn thật kỹ thì lại cảm thấy trên mặt xuất hiện một lớp sương mù, khó có thể nhìn thấu được. Còn có ai dám chiến một trận nữa? Thạch hạo ngửa đầu hồ lớn về phía cửa hoàng kim kia có sơ đại chí tôn nào không tới đây đánh một trận đi tiếng quát lớn như vậy khiến rất nhiều người xoay người bỏ chạy bởi vì nó đang đạp bước tiến tới đón nhận lấy tất cả mọi người trận chiến hôm nay nhất định phải chấn động thiên tiên châu truyền tới 10 vạn thánh sơn đại hung hạo thiên muốn gợi nên sóng lớn gập trời rồi ai dám chiến một trận thạch hạo là nữa quát hỏi một câu vừa ra tất cả mọi người đều chạy mất dép, ai nấy cũng nhằm về cửa hoàng kim. Ngoại trừ sơ đại cùng với thiên kiêu trí tôn của các bộ tộc gia thì ai dám trêu chọc chứ mà đám nhân vật kia đều là đầu sỏ một phương, rất khó gặp được. Người đá này yên lặng không có chút động đậy Ta không công kích thì hắn tựa như bất động. Thạch hạo cân nhắc sau đó tới gần cửa hoàng kim, người đá ấy vẫn không có phản ứng gì. Nó cắn răng một cái, nói, liều mạng, nếu không được thì cùng lắm tự mình binh giải thôi. Nó cất bước đi vào, lướt quang qua người đá tiến vào trong thế giới bên trong cửa hoàng kim. Trời ạ, à, đại hung đến rồi, không ngờ lại tiến vào linh giới. Tên đại hung này là Hạo Thiên, dáng lâm giới của chúng ta rồi. Đây là linh giới, Thạch Hạo đứng bên bên trong cửa hoàng kim, bước lên trên lĩnh vực có quan hệ với thượng giới, đảo mắt nhìn quanh, xung quanh quả nhiên là thần thổ. Phía trước, một ngọn núi đá đen thui cao chọc trời, bên trên là các khe mọc đầy bảo dược có hang ổ của hung cầm cực lớn được xây dựng trên đỉnh núi chọc lốc ấy, sát khí hung ác ẩn hiện. Mà bên khác, núi cao sừng sững cứ như là một cọn thủy thú khổng lồ đang ngủ đông ẩn chứa linh vận. Nơi đó cây cối xanh um tùm, một cây đằng cắm dễ cứ như là một con rồng đang uốn lượn trên ngọn núi. Còn có thác nước bạc trắng cao mấy ngàn trượng không ngừng đổ ầm ầm xuống dưới khiến cho bọt nước trắng xóa văng tung tóe. Phương xa, trên mặt đất có cổ mộc che trời, có cự thú từ tiền sử tới lui. Có chim thần uy mãnh dương cánh vút ngang trời cao. Trong lòng Thạch Hạo kinh ngạc, nó có thể suy đoán được sự chân thật của thượng giới, nhất định là kinh khủng hơn, sinh cơ càng giàu có hơn, tràn đầy tiên vận thích hợp tu hành. Một đám người đứng ở đằng xa có vẻ e ngại cùng với kinh ngạc, bọn họ muốn biết hắn sẽ làm gì tiếp theo nên thấp giọng bàn tán. Mấy vạn năm qua đi, một đại hung lần nữa xuất hiện và tiến vào linh giới ta muốn khuấy lên mưa gió cỡ nào đây. Cao thủ thượng giới chúng ta nhiều biết bao nhiêu sơ đại quật khởi thiên kiêu cùng tồn tại. Một khi họ nhận được tin tức thì hắn nhất định sẽ bị thu phục mà thôi sẽ trở thành thần thú hộ sơn cho thánh điện nào đó. Dù là thân thể ngoài đời thật của hắn cũng bị kéo tới. Linh giác của thạch hạo nhảy cảm biết bao khi nghe thấy được những lời xì xào bàn tán này thì đột nhiên trợn mắt một chùm sáng phá không tới đám người đang bàn tán kia lập tức kinh hãi rồi sụi lơ trên mặt đất. Đây chính là sự khuất phục của linh hồn, dùng thần thức để chấn áp. Thật là đáng sợ, đại hung tới rồi, đừng nói là càn quét cả một châu chứ hắn muốn ăn bao nhiêu sinh linh đây. Một cô bé bị dọa cho khóc ảo lên, thạch hảo không biết nên khóc hay nên cười. Mình rõ ràng không có chủ động chém giết sinh linh, chỉ là ôn hòa từ từ đi tới nhưng tại sao lại thành hung ác như vậy? răng trắng như tiết trắng đều lấp lánh đáng sợ thiệt hắn sẽ không nhào tới đây chứ, ngay cả đằng nhất của tộc hỏa kim cũng không thể chấn áp được hắn chúng ta hay là nhanh chóng rời khỏi linh giới trở về hiện thực thôi hai cô bé ôm nhau khóc giống lên sau đó là chạy trốn hồi sau một đám cường giả nhanh chóng giải tán tựa hồ ai cũng bị dọa sợ hãi cả đừng đi mà ở lại một chút đi ta không ăn các ngươi đâu thạch hạo hô lớn ở phía sau tận lực khuyên bảo vô cùng thân thiện ăn thịt người rồi chạy mau ngay cả những thanh niên cường già cũng chạy chối chết dưới cái nhìn của bọn họ nụ cười của thạch hạo tựa như là nước mắt của cá sấu vậy thạch hạo đi theo sau tốc độ của nó nhanh biết cỡ nào chớ chút xíu thì đã đuổi kịp đám người kia thân thiết vỗ vỗ bã vai một đại hán tay cầm lang nha đại bổng nói huynh đệ chậm đã có chuyện muốn hỏi người chút xíu a à, yêu nghiệt đại hán dâu quay nón vung lang nha đại bổng lên kết quả là bị thạch hạo dùng ngón tay vàng óng đánh nát binh khí mọi người biến sắc đại hung hạo thiên không hồ có thể tranh đấu với sơ đại sau gió cùng lực luân hồi nghiền ép đằng nhất thủ đoạn này bọn họ sao sánh nổi chênh lệch quá lớn thạch hạo vọt tới một khi phát uy thì như hổ vào bầy dê không ai địch nổi đại hán bùng phát thiêu đốt tiềm năng bắt đầu liều mạng kết quả máu me khắp người thạch hạo lắc đầu nói phải ép bản thân tới con đường chết sao, trước giờ ta chưa hề làm gì ngươi mà. Nó bỏ qua kẻ này, loáng cái đã xuất hiện trước mặt của một người trẻ tuổi nọ, lần này thì trực tiếp hơn. Thiếu niên thanh tú này huýt một cái rồi bị dọa cho ngất đi. Hu hu hu, phía trước có vài thiếu nữ khóc giống, sắc mặt tái nhợt. Nghiệp chướng, chớ có hung cuồng. Ta tới hàng yêu phục ma đây lúc này một cường giả toàn thân vàng óng như kim cương trượn mắt lao tới tóc hắn rất ngắn dài chưa tới một tấc tay cần một cái bình bát đánh về trước quá tốt rồi một vị tôn giả vân du của tây phương giáo đã tới có thể cứu thoát rồi một thiếu niên hô lớn thạch hạo hét lớn chiến y bất diệt kim thân hiện ra cơ thể nó biến hóa lúc này hóa thành một con côn bằng dương cánh kích thiên sơn dung địa chấn đây là sự vận dụng của thất thập nhị biến, chỉ trong nháy mắt thân thể của nó đã hóa thành bằng, sau đó lại vận chuyển tốc độ của bảo thuật này, phát huy tới cực điểm. Giống như là một con côn bằng tái sinh vậy. Đây chính là chỗ nghịch thiên mà Thạch Hảo vừa tìm tòi khám phá ra từ thất thập nhị biến. Lúc này thiên địa nổ vang. Gơn sóng kinh khủng lan tràn tới trục dặm, một con côn bằng có kim quang trói mắt trên người mang theo vằn đen với khí thế vô địch lao về trước. Kieng, móng vuốt của nó hạ xuống hàng phục lấy chiếc bình bát bảo cụ trí cường kia, lúc này toàn bộ hào quang đều dập tắt sát khí tiêu tán. Rồi, đại sĩ vung lên, cứ như là thiên đao cắt nứt thiên địa. Ánh vàng lóe lên đánh bay vị tôn giả đó, khiến hắn miệng tràn máu tươi. Mọi người chấn động tất cả đều ngây ngốc lạnh từ đầu tới chân. Sau một khắc thạch hạo hóa lại nhân thân nhìn vào tên đang ở trong bình bát, đó chính là tên Kim Cương trợn mắt đang không ngừng dãy rủa nói, hàng phục yêu ma, ta thấy để ta thu ngươi vậy. Trốn thôi, đại hung hạo thiên giết vào thượng giới rồi, ngay cả tôn giả của Tây Phương giáo cũng bị hắn ăn, chỉ có cường giả cấp giáo chủ. Hay là trí tôn trẻ tuổi của các tộc xuất hiện thì mới có thể chống lại. Chấm, trong nháy mắt trên khắp núi đồi, đâu đâu cũng có bóng người bỏ chạy. Thạch Hạo không ngừng truy lùng, một bên tán gẫu cùng tên tôn giả trong bình bát, một bên truy đuổi mọi người. Chủ yếu là nó muốn hỏi một vài vấn đề mình quan tâm mà thôi. Cứ như thế, kỳ cảnh hiện lên, một người truy đuổi vô số tu sĩ chạy trốn, càng ngày càng có nhiều người hơn. Cũng không biết số lượng lên tới bao nhiêu nữa. Sau khi đuổi được hơn 500 dặm, những người này đã trở thành một dòng lũ lớn thậm chí thú giữ trong các ngọn núi mà dòng lũ này đi qua cũng bị kinh động tạo nên thú chiều linh giới từ nơi nào tiến vào thì sẽ từ nơi đó rời đi cho nên có rất nhiều người không muốn binh giải chỉ có cách chạy trốn mà thôi mọi người không nên sợ hãi thiên kiêu và đại nhân vật các tộc đã nhận được tin tức nên đang tới đây nhất định sẽ chấn áp được hắn có người vừa chạy trốn vừa lớn tiếng nói thế nhưng khi thạch hạo đuổi theo thì ai nấy cũng run cầm cập khi nhìn thấy diệt hồn trâm trấn hồn tháp có thể giết chết cường giả trong linh giới cuối cùng sinh linh nào cũng có vô bờ vô biên dày đặc cả trời lẫn đất một mảnh đen kịt chuyện đó cũng không có liên quan tới ta mà thạch hạo bất đắc dĩ nó rất thân thiết và hiền từ nhưng hàm răng trắng bóng khi rơi vào mắt người khác thì trở nên hung tàn ghê rợn hậu đại tội huyết kia, hà tất phải làm như thế, tới thượng giới quậy phá. Tổ tiên của ngươi còn bị chấn áp thì ngươi có thể tạo nên sóng gió gì chứ? Một âm thanh trong trẻo truyền tới. Phương xa, trên một ngọn núi lớn có một chàng trai đang dưng yên. Theo lời nói của hắn phát ra thì một đại lộ kim quang trải dài từ đỉnh núi ra ngoài, nhanh chóng lan tràn, chỉ trong nháy mắt đã tới mấy chục dặm lao tới phụ cận thạch hảo. Tóc hắn màu vàng chiến y phần phật ống tay áo có thêu một cây thần liên màu vàng đồng thời nơi mi tâm cũng có một dấu ấn hoa sen vô cùng rực rỡ phải nói người này rất mạnh thạch hạo kinh ngạc lại gặp được cao thủ rồi đây là một thành viên thị tộc lẽ nào cũng là một sơ đại nhưng mà khả năng không cao lắm đám nhân vật trời nam đất bắc này cũng không phải thích là ở một chỗ cùng nhau đây là huynh trưởng của thanh tiên thanh ca có người kinh ngạc thốt lên không chạy trốn nữa mà lộ vẻ hung phấn vô cùng chờ mong Thạch Hạo vừa nghe thì biết được muội muội của tên này rất là mạnh, nếu không sao lại nhắc tên của muội muội trước chứ, tuyệt đối siêu phàm. Ca ca của Thanh Tiên, một nữ trí tôn của thế hệ tuổi trẻ liên tộc đã tới, lẽ nào nàng cũng cách đây không xa. Mấy người hưng phấn, đương nhiên cũng có rất nhiều người chọn cách chạy trên. Trên mặt đất cứ như là thú triều tập kích đông đảo sinh linh chạy trốn, không muốn đứng quá gần với tên đại hung này. Người lưu lại đều là cường giả nhưng ở phương xa quan chiến, liên tộc, ngươi là do một cây sen hóa thành à thạch hạo hỏi. Nhiều lời lại miệng gì, cứ bắt ngươi cái đã. Thành ca vọt tới, mái tóc vàng lấp lánh. Còn ngươi trong nháy mắt cũng hóa thành vàng nhạt khí tức mạnh mẽ tăng vọt. Ẩm ẩm, trong hư không có vô số đại hỏa xuất hiện, không ngừng bốc cháy cuộn lên tới trời cao. Từng vây thần liên không ngừng cắm rễ trong hư không đi kèm đại là vẻ đại đạo. Ồ! Thạch Hạo khá là giật mình, khí tức này rất đáng sợ, lại có thể uy hiếp tới cả nó. Trong ngọn lửa hừng hực ấy, từng cây kim liên sinh trưởng rất nhanh đã cao tới 10 trượng, tất cả đều to lớn vô cùng, bất luận là dễ cây lá hay là hoa đều có màu hoàng kim cả. Tên thanh ca này đúng là kỳ tài, đây chắc là thần thông duy nhất mà hắn tu hành, không có tu bảo thuật nào khác nữa. Chỉ có chiêu thức này thế nhưng lại có thể bể nghễ người cùng trang lứa kim liên cháy hừng hực nhưng tụ đại thế thiên địa trong nháy mắt hắn đã thiên nhân hợp nhất tuân theo thiên ý. Chấp trưởng thần phạt tiền hành phán quyết. Nói như vậy, chỉ có người nhen nhóm thần hỏa thì mới có khả năng tìm hiểu thể ngộ bước đầu về pháp tắc vô thượng này, chấp trưởng thần phạt. Mà hắn lại sớm đã tiếp xúc rồi. Ẩm, toàn bộ kim liên đều rung lên, toa ra phủ văn màu vàng, mang theo ánh lửa vô tận chấn áp về phía thạch hảo. Chỉ trong nháy mắt. Thạch Hạo liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cảm thấy nguy cơ tràn trề, nó không do dự, chớp mắt đã hóa ra ba đầu sáu tay, sau đó khống chế vô số tia chớp chống lại kim liên đầy trời kia. Và chạm kịch liệt diễn ra, Thạch Hạo sung kích tới mấy chục lần giao thủ cùng với Thanh Ca, rốt cuộc cũng chấn cho hắn miệng phun đầy máu, bay ngược ra sau. Tuy Thanh Ca chấp trưởng thần phạt thế nhưng cảnh giới vẫn chưa đủ từng cây kim liên hợp lại với nhau hóa thành một đóa hoa sen bao bọc thạch hảo ở bên trong, vô số làn sương mù mịt mờ màu vàng bốc lên, gợn sóng kinh khủng tản ra. Luyện hóa, thành ca hét lớn, mọi người khâm phục không hổ là kỳ tài, nếu không phải có một người muội muội quá mức chói mắt thì hắn nhất định sẽ trở thành vương trong tộc này. Có thể chống lại người mạnh nhất trong cùng thế hệ. Thời gian trôi qua tựa như dài đằng giặc ngọn lửa hừng hực thiêu đốt kim liên óng ánh luyện hóa thạch hảo đối với hắn mà nói đây là việc chưa bao giờ xảy ra lại gặp được một đối thủ khó dây dưa như vậy ẩm đột nhiên thạch hạo vọt lên hoa sen nổ tung mưa ánh sáng rơi vãi cánh hoa sen nát bét rơi xuống thanh ca uể oải suy sụp nói chung lại là vẫn thiếu một chút hắn vẫn không phải là đối thủ của thạch hạo cả người thạch hạo phát sáng phù văn dày đặc một phát bắt lấy thanh ca nên về thôi Thạch Hạo tự nói, thời gian lâu quá rồi, nếu như bị ngăn cách liên hệ với bên dưới thì thân thể sớm muộn gì cũng chết khô. "Đừng binh giải, ta chỉ muốn Hàn Huyên tâm sự đôi chút thôi, sẽ không giết ngươi đâu." Thạch Hạo mở miệng, hắn cảm thấy Thanh Ca muốn dùng bí pháp tự giết bản thân nên ngăn cản hắn lại. "Xèo", nó hóa thành một con côn bằng dương cánh bay lên trời cao. Trong chớp mắt mang theo tên trong bình bát cộng với Thanh Ca lao ra khỏi cửa Hoàng Kim, rồi đi tới đàn đồng tức kia. Cuộc trò chuyện sau đó chẳng hề thuận lợi chút nào nhưng mà Thạch Hảo cũng hiểu rõ một vài vấn đề mà mình muốn biết. Nó muốn xác định một chút mấy con đường có thể tới thượng giới. Thì con đường nào là ổn thỏa và an toàn nhất? Cuối cùng, nó thả hết tù binh, tay áo phấp phới hướng về thiên lộ kia, chậm rãi đi xuống, chân thân chuẩn bị tới thượng giới thạch hạo không biết sau khi nó rời khỏi linh giới bên kia cửa hoàng kim đã giấy lên phong ba to lớn cỡ nào nơi ấy sôi sùng sục một vài chí cường giả đã tới sơ đại thật sự cũng có mặt đại hung hạo thiên sông vào linh giới tạo nên chấn động không hề nhỏ lúc này có vô số người vọt tới trước cửa hoàng kim trong đó có một vài người dược thần hỏa bao quanh hừng hực bốc cháy tuyệt đối không phải là một vị thần bình thường Ngoài ra, còn có trí tôn tuổi trẻ chân chính khi nghe tin thì cấp tốc chạy tới, bởi vì bọn họ nghe được chiến tích của đại hung hạo thiên nên tất cả đều muốn tới để chấn áp. Đáng tiếc, trung quy lại vẫn chậm một bước thạch hạo đã rời đi. Giết xuống dưới luôn, có người đề nghị, một cây thanh liên ngang trời mang theo một cô gái dáng lâm bên trên đàn đồng tước là người đầu tiên hành động khiến cho rất nhiều người kinh ngạc không ngờ là thanh tiên. Nàng đã vì huynh trưởng mà ra mặt cứ thế bước lên con đường dẫn xuống hạ giới. Con đường này khó mà phi hành được, chỉ có thể bước từng bước mà thôi. Tiếp theo, Sinh Linh Nhen nhóm thần hỏa cũng tiến tới, hóa thành thần quang men theo con đường đi xuống. Sau đó, mọi người kinh ngạc thốt lên, chân cổ của linh tộc đã tới, tay cầm chiến mâu do máu ngưng tụ mà thành, có thể đâm thủng tất cả mọi thứ cản trở phía trước. Trên đàn đồng tước một bóng người màu vàng lóe lên rồi biến mất hắn cũng sông xuống bên dưới chân thân của đằng nhất cũng đã tới trời ạ à, quả nhiên đã kết nhân quả thật lớn hắn muốn chiến một trận thật sự với đại hung kia rồi ngày hôm đó linh giới chấn động thiên tiên châu sôi trào một vài cường giả cùng với đại nhân vật dồn dập xuất hiện và chạy tới đàn đồng tước sau đó men theo con đường cổ xưa đi xuống hạ giới thạch hạo tay áo phấp phới thong dong men theo con đường từ trên trời đi xuống lúc đi xuống nhanh hơn đi lên rất nhiều mà trên ngọn núi đá đen đối diện mọi người của hư thần giới sớm đã lui lại hết hôm nay được xem chiến mọi người chấn động không thôi trên không trung không ngờ còn có chiến trường như thế chiến đấu diễn ra thật sự không uổng công theo dõi rất nhiều người đã đoán được đó chính là thượng giới thạch hạo dọc theo đường cũ cuối cùng cũng trở lại đi vào cửa đồng thau rồi đi tới chỗ của mình nhanh đóng lại điều gia ấn tay một cái cánh cửa như núi cao kia ầm ầm đóng lại khí hỗn độn phủ kín nơi đây thạch hạo kinh ngạc quay đầu nhìn lại có người đuổi tới tuyệt đối là bự con nếu như vọt vào hư thần giới này hậu quả khó mà lường được tinh bích đại gia nói có thể suy xét mở ra chiến trường lao tù điều gia nói quên đi hạ giới suy yếu đã lâu không thể nào chống lại những người kia được tinh bích đại gia lắc đầu thạch hạo lộ vẻ kỳ quái chẳng lẽ lớp mơ hồ trong lòng của hai người này đã được chọc thùng nó không nhịn được hỏi hai người các ông lẽ nào là hai cổ thần đã xây dựng nên hư thần giới không nhớ ra được điều gia lắc đầu sau đó lộ vẻ mặt kỳ lạ nói ta cảm thấy chân thân của mình ở thượng giới cái gì thạch hạo sợ hết hồn, hai người này có lai lịch gì chứ, chân thân ở hạ giới, hoàn toàn khác với suy đoán của nó, việc này khiến nó mơ hồ. Căn cứ theo những gì trước kia nghe được tổ phụ của đám người kia cũng từng thấy hai người này ở sơ thủy địa. Hơn nữa, rất có thể, hai người sống ở hư thần giới còn xa xăm hơn. Nhưng không có ai chú ý mà thôi. Nếu như tính như vậy, ý chí tinh thần của bọn họ tối thiểu đã rời thượng giới hơn trăm năm, thậm chí còn lâu và xưa hơn nữa các ông chắc chắn thạch hạo lộ vẻ nghi ngờ nếu nói như thế thì cơ thể của bọn họ hơn nữa đã chết héo trù phi thân thể bất hù bất diệt hai không nhớ nổi tinh bích đại gia lắc đầu chân thân ở thượng giới không biết hai bên đã tách ra bao nhiêu năm tâm linh cũng không biết vì sao lại bị che khuất sách quý đồng thau của ta đâu thạch hạo hỏi đây mới là vấn đề mà nó quan tâm nhất Lần này, vẫn chưa có hiện lên bia kỷ lục nhưng mưa ánh sáng buông xuống đầy trời, rất nhiều người nhìn tới ngơ ngác. Tràn ngập vẻ kính sợ về phía Thạch Hảo. Một khối đồng thau rơi xuống, hiện trong lòng bàn tay của Thạch Hảo. Mới có một khối, còn thiếu một khối nữa. Thạch Hảo hơ lớn, phải tập hợp đủ 10 khối mới được. Hiện tại chỉ mới có 9 khối mà thôi. Người tuy rằng đã tiến vào linh giới thế nhưng không có giết tới nơi sâu nhất bên trong. Điều ra lắc đầu thạch hạo cau mày đây là hành trình không thể nào hoàn thành được một khi nó thâm nhập vào quá xa thì đường lui tuyệt đối sẽ bị cắt đứt và cứ thế bị nhốt ở bên trong thân thể ở hạ giới cũng sẽ từ từ khô héo chân thân của ta nếu tiến vào thượng giới ở nơi đó dạo chơi sau đó từ cửa hoàng kim kia lại xuống nơi đây như vậy có tính là thành công không thạch hạo hỏi là lừa gạt nghe tinh bích đại gia nói lớn cũng không thể bắt ta đi chịu chết được thạch hạo bĩu môi trong khi nói chuyện, sau lưng của bọn họ cánh của đồng thao run rẩy dữ dội, loáng thoáng truyền tới từng tiếng hú dài, gợn sóng kịch liệt xuất hiện. Quả nhiên đã trêu chọc đám bự con kia rồi. May là đã phong ấn lại cánh cửa, điều ra quyệt mồ hôi trên trán Lúc này, cánh cửa phía trước bọn họ tách ra, một tế đàn nhỏ cao tầm một tấc xuất hiện. Bên trên lấp lánh ánh sáng cứ như là chiếc gương đang phản chiếu một vài cảnh tượng vậy. Có thần linh hạ xuống, điều ra nói. Thạch Hạo nghe thấy thế thì nhìn về trước. Lúc này có mấy đám thần hỏa đang cháy hừng hực còn có một vài cường giả trẻ tuổi, nó sờ sờ mũi, động tĩnh quá lớn mà. Cửa đồng thau bất hù, dù va chạm cỡ nào cũng chẳng có xê xích gì cả. Thạch hạo trở lại thế giới hiện thực, mắt mở to, việc trải qua lần này quả nhiên kỳ diệu, thần thức lại có thể tiến vào linh giới để trải nghiệm một phen. Nên rời khỏi rồi, thạch hạo khẽ nói nó cất bước trong hoàng cung đi tới ngự hoa viên thì nhìn thấy thanh phong đang lẩm bẩm làm nhân hoàng ta còn chưa chuẩn bị làm tốt sao được thạch hạo thở dài rời khỏi nơi đây thanh phong có chút nhu nhược nhưng nó cũng không muốn ép buộc thanh phong làm việc mà mình không muốn làm cho nên nếu không được thì cứ giao cho chiến vương là ổn chuyện như thế này không thể chờ được nó không có thời gian để trì hoãn sau đó truyền chiến vương bằng cửu còn có mấy lão vương khác nói tâm ý trong lòng ra kỳ thực ta tuyển một người mình vương nói sau khi hắn đặt được một viên tiểu niết bàn đan thì đã thành công trở thành tôn giả vương mời nói thạch hạo nói hỗn thiên hầu thạch hằng hắn nói ra tên của một người là hắn thạch hạo kinh ngạc năm đó lần đầu tiên nó tới thạch đô thì từng gặp hỗn thiên hầu ở một sàn đấu giá đối phương đã đấu giá thắng một pháp khí thượng cổ huyết ma thước sau đó trong một lần tụ hội hai người cũng từng nâng cốc nói chuyện vui vẻ rất lâu. Người này, nhìn bề ngoài thì phóng đãng bất kham, trái ôm phải ấp, được mỹ nhân bu kín, nhưng kỳ thật lại là một người khôn khéo mà mạnh mẽ. Trước lúc thạch hạo quật khỏi thì hắn chính là vương hầu trẻ tuổi nhất thạch quốc thiên tư siêu phàm. Chiến vương bổ sung thêm, chính xác trong lòng luôn có càn khôn. Là một nhân tài. Chúng ta đã già cả rồi, nhưng hắn lại đang trong thời kỳ mạnh mẽ trẻ trung nhất, còn trẻ như thế mà đã là vương hầu một phương. Tương lai chắc chắn sẽ có khả năng thành tôn giả. Lúc trước hắn cũng là một trong những người kế thừa, nếu không phải người quật khởi. Lão hoàng cũng rất xem trọng hắn. Bằng cửu nói, Thạch Hạo gật đầu, lúc trước nó cũng biết được người vương giả trẻ tuổi nhất của thạch tộc này có tư cách giành lấy ngôi vị hoàng đế. Ta sẽ cân nhắc Thạch Hạo gật đầu rồi nói như thế, nhưng nó hạ lệnh trước tiên không được tiết lộ chút tin tức gì. Mấy ngày kế tiếp Thạch Hạo xử lý một vài chuyện, sau đó là nghiên cứu vạn linh đồ, đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất mà nó chậm chạm chưa rời đi. Nó muốn tiến thêm một bước trên con đường thể ngộ áo nghĩa của loại bác đại tinh thâm này, sau đó mới đi thượng giới. Trong vòng một năm ngắn ngủi ta không ngừng phá quan hiện tại nếu như ăn vào tiểu niết bàn đan thì tiến vào cảnh giới tôn giả vậy có nhanh quá hay không nó lẩm bẩm tốc độ này hơi kỳ lạ đặc biệt là nếu hiện tại nó nuốt bảo đan để tăng tu vi thì nó cảm thấy có chút bất an trước tiên cứ nghiên cứu vạn linh đồ đã nếu như có thể dựa vào việc này để phá quan một cách tự nhiên thì quá tốt thạch hảo khẽ nói nửa tháng sau nó mở mắt thu hoạch cực kỳ phong phú vạn linh đồ này giải thích về áo nghĩ của chân dài giúp cho nó mở ra một vùng thế giới hoàn toàn mới. Gần đây có xảy ra chuyện gì không? Thạch Hạo hỏi bằng cửu, có quý khách thượng giới tới chơi. Bằng cửu nói, đám Lam Vũ, Bích Cổ, Hồng Hoàng, Thủy Nguyệt, từng tới chơi thế nhưng đúng lúc Thạch Hạo bế quan, bọn họ chỉ để lại tin tức ám chỉ chỉ cần Thạch Hạo gia nhập môn phái bọn họ thì sẽ dẫn nó cùng đi thượng giới. Thạch Hạo lắc đầu không thể đi với bọn họ được đối với người bình thường muốn tiến vào thượng giới còn khó hơn cả lên trời nhưng tới lòng tin của nó thì mình chắc chắn sẽ lên được nó đã hiểu một vài con đường cổ xưa đặc biệt ấy hai ngày sau tổ tế đàn trong hoàng cung chấn động một cốt thư xuất hiện nếu không phải việc rất khẩn cấp thì sẽ không dùng phương thức này để đưa thư biên giới phía tây đại loạn bằng cửu run giọng nói nhanh chóng đưa cốt thư tới cho thạch hảo thạch hạo tiếp nhận hai hàng lông mày nhíu chặt hỗn thiên hầu phụ trách chấn thủ biên giới phía tây là do hắn truyền cốt thư nào về nói rất rõ ràng thôn thiên tước tái hiện và đã nhen nhóm thần hòa đã nuốt ngàn vạn sinh linh tên xúc sinh này quả nhiên còn sống lại còn xuất hiện nữa chứ thạch hạo nói nắm chặt nắm đấm năm đó chính con hung cầm này đã đổ sát phạm vi năm vạn dặm ăn toàn bộ các đại tộc bộ lạc ở vị trí thạch thôn trong đại hoang hiện nay, nó lại xuất hiện, lệ khí nặng như thế, trắng trợn không kiêng dè gì cả. Thạch hạo đứng bật dậy, mắt lộ ra ý lạnh. Bằng cửu vội vàng khuyên căn, nói, bệ hạ, xin hãy cẩn thận, thôn thiên tước chắn chắn đã bước đầu nhen nhóm thần hỏa với chủng tộc của chúng. Cần phải nuốt một lượng lớn tinh khí trời đất và ăn máu huyết thì mới có thể tăng cấp được cũng là vì cái chữ thôn mà thôi cho nên mới không tiếc giá nào bại lộ, riêng cuồng xung kích thần cảnh hiện tại hạ giới đã không có thần, nếu bừa bãi đi tới thì sẽ trở thành món ăn sống của nó mất. Nó không phải vẫn chưa nhen nhóm thần hỏa hay sao? Vừa mới thử nghiệm sung kích mà thôi. Thạch hạo nhìn cốt thư. Bằng cửu lắc đầu, với ngữ khí đanh thép, nói chắc chắn đã bước đầu nhen nhóm, con hung cầm kia xảo quyệt tàn nhẫn vô cùng, bộ tộc này nếu có nhen nhóm thần hỏa thì mới biết thế nào là hung cuồng. Bổ sung thứ cần thiết cho bản thân. Chiến vương, minh vương đều đã nhận được tin tức nên lập tức vào cung, mà thiên hạ ngày nay đã không có thần. Ai có thể ngăn cản được thôn thiên tước chứ, thôn thiên tước? Nên có cái kết rồi. Thạch hạo khẽ nói, mấy vị tôn giả đều kinh hãi, vội vàng khuyên bảo. Bọn họ đều muốn sung trận không muốn thạch hạo mạo hiểm, một khi nhen nhóm thần hỏa vậy thì không cách nào chống lại được bọn họ sợ thạch hạo sẽ chết. Không sao, ta đi một chút, lát sẽ trở lại thạch hạo nói nó bước lên tổ tế đàn rồi xuất hiện thẳng ở trong thạch thôn bóng lông tiểu hồng đi với ta một chuyến đi đồ thần thạch hạo hét lớn đồ thần một đám trẻ con chạy tới không có ai tỏ vẻ sợ sệt mà thay vào đó là phấn chấn sau không lâu tổ tế đàn nơi hoàng cung lại lóe lên thạch hạo trở về và tiến vào trung ương thiên cung bệ hạ không cần mạo hiểm mà chiến vương lần nữa khuyên ngăn thạch hạo nhìn thấy cốt thư thứ hai thì tiếp lấy đọc lướt qua sắc mặt âm trầm vẫn là do hỗn thiên hầu truyền tới thôn thiên tước lại tiếp tục tàn phá bừa bãi lại ăn hơn ngàn vạn nhân tộc gần như muốn nhen nhóm thần hoa rồi nhất định đã nhen nhóm hỗn thiên hầu không biết con hung cầm kia bệ hạ không nên tới minh vương sốt sáng ta sẽ không đẩy bản thân vào tuyệt cảnh đâu các ngươi cư trấn chủ hoàng cung này con thôn thiên tước đó cứ giao cho ta thạch hạo mệnh lệnh bắt bon họ không được đi tới phải ở lại hoàng đô sau đó thạch hạo lên tế đàn mở ra một con đường rồi chớp mắt biến mất biên giới phía tây vùng đất khô cằn tới vạn dặm hoàn toàn im lặng sinh linh đều bị diệt hết thạch hạo xuất hiện đừng ở trong một tòa thành lớn nơi đây sớm đã hóa thành phế tích tất cả mọi người đều bị tiêu diệt trên đất chỉ còn lại máu tươi nó tiến tới nhìn thấy rất nhiều máu ngay cả một người sống sót cũng chẳng thấy trong vạn dặm này đã trở thành tiệt địa, bất kể là nhân tộc hay là những sinh linh khác, tất cả đều bị ăn sạch sành xanh. Thạch hạo không ngừng lại, leo lên chiến xa hoàng kim nhanh chóng đuổi tới, lại đi sang một tòa thành lớn khác để gặp hỗn thiên hầu, nó muốn tìm hiểu rõ tình hình. Kim quang ngang trời, nó dáng tâm ở trong một tòa thành chi nơi đây lòng người bàng hoàng hơn nửa mọi người đã đào tẩu bọn họ sợ mục tiêu kế tiếp của thôn tiên tước sẽ là đây trên đường gặp đại loạn thanh âm gào khóc bên tai thạch hảo tìm tới phủ đệ vương hầu sau đó tiến vào tên kia dừng bước có người quát lên thạch hảo không để ý nhanh chân tiến tới nói hỗn thiên hầu ra gặp mặt nào trong tòa cung điện có người đáp lại thạch hạo nghe thấy rồi lóe lên liền biến mất cứ thế xuất hiện trong đại điện to lớn ấy bệ hạ Người đã tới, tên bảo tọa giữa đại điện ấy đang có một người đang ngồi, oai hùng kiêng cường, ánh mắt như điện đang nhìn xuống bên dưới, đó chính là Hỗn Thiên Hầu. Hà Thạch Hạo ánh mắt ngưng lại. Con ngươi co rút, Hỗn Thiên Hầu ngồi trên ghế báu nhìn xuống bên dưới, trên mặt mang theo ý lạnh. Hỗn Thiên Hầu, ngươi muốn làm gì? Thạch Hạo hỏi, lớn mật, bên cạnh có một lão bộc quát lớn, mắng chửi Thạch Hạo. Thạch Hạo không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Hỗn Thiên Hầu, nói không phải thôn thiên tước mà là ngươi. Bệ hạ, người đã mệt rồi, xin hãy lui xuống nghỉ ngơi cái đã. Hỗn thiên hầu lạnh nhạt nói, thạch hạo không nói gì. Nhìn biểu hiện của hắn, quả đúng là không phải thôn thiên tước là thần của thượng giới muốn ngươi phải chết. Hỗn thiên hầu bình tĩnh nói, hàm răng trắng như tuyết nhìn hơi chói mắt nói, bệ hạ. Ngươi hãy an tâm mà lên đường ta sẽ thay ngươi quản lý thật tốt thạch quốc thạch hạo không nói quát mắng trái lại cười to thế nhưng trong lòng lại hiện lên cơn tức giận cực độ ngươi cười cái gì hỗn thiên hầu lạnh lùng nói ta là nhân hoàng trấn áp địch nhân bốn phía ngươi chỉ là một hỗn thiên hầu còn chưa xứng để lọt vào mắt của ta dù là thần của thượng giới có tới cũng đều bị diệt mà thôi thạch hạo nói âm thanh vô cùng điếc tai cứ như là đao kiếm cùng vang lên vậy thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.